Editor, Jin Suan mặc kệ táo ngọt hay không thì những lời này là ngọt đến trong lòng Tạ Tùy, Tạ Tùy tựa người vào cửa sổ, vô cùng hưởng thụ nhìn Tịch Bạch ăn táo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thanh nhã một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ nhai thịt quả. Nếu đổi là hắn thì chỉ cần hai ba ngụm đã có thể giải quyết xong cả quả, hắn suy tư, cảm thấy con gái vẫn luôn không giống với con trai, ăn cái gì cũng từ từ, đi đường cũng chậm gì, cũng vì chậm, cho nên mới tinh tế như vậy, cặp mắt quả hạnh, mũi thon thon, đôi môi hồng phấn nộn. Thật sự rất ngoan rất ngoan, tạ tùy cứ yên lặng ngắm nhìn cô, nhìn đến mức làm cô có chút không tự nhiên, cậu đừng đứng ở chỗ này nữa. Mau trở về đi, Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn các bạn học trong lớp, bọn họ nhìn có vẻ như là đang đọc sách đang học tập, nhưng thật ra ánh mắt dù vô tình hay cố ý vẫn bay tới bên cửa sổ, nhiều chuyện chú ý tới nhất cử nhất động của hai người, Tạ Tùy ghé sát vào tai cô, giảm thấp âm lượng nói, "Sao vậy, tôi ở chỗ này làm cậu mất mặt?" Giọng nói của hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng, lại có chút khàn khàn, Tịch Bạch nghiêng đầu bắt gặp được đôi mắt thâm thúy của hắn, đôi mắt đó như đang câu dẫn người, chứa ý cười, Phong Lưu lại đa tình, cô không dám nhìn vào mắt hắn nữa, nhỏ giọng nói, đừng mẫn cảm vậy mà tôi không có nghĩ như thế, nhìn bộ dáng ủy khuất của cô nàng, tâm tạ tùy đã muốn tan chảy khóe môi hắn có ý cười được tôi không nói những lời này nữa chỉ cần cậu không thích tôi đều sửa quả táo rất lớn tịch bạch ăn không hết được miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm cuối cùng còn dư non nửa quả tạ tùy xòe tay ra giúp cậu ném tịch bạch đưa táo cho hắn hắn cầm lấy rồi bất ngờ đưa vào miệng cắn một ngụm to trong trẻo nhiều nước ngọt ơi là ngọt tịch bạch thấy hắn không hề cố kỵ ăn quả táo cô từng cắn qua mặt đỏ lên này cậu làm gì vậy lãng phí tạ tùy cong cong miệng bước tới thùng rác đặt ở cuối hành lang khi hắn lần nữa đi bộ trở lại thấy được trần chiết dương đang nổi giận đùng đùng đi tới trần chiết dương hiển nhiên là không còn kiểm soát được cảm xúc sắc mặt vô cùng không tốt đi đến bên cửa sổ chất vấn tịch bạch 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 vé xem phim là sao thế này tại sao người đến lại là tịch phi phi có phải cô ấy đoạt phiếu của em không tịch bạch sợ ảnh hưởng tới các bạn học vì thế ra khỏi phòng nói với trần chiết dương rõ ràng là em cho chị ấy không phải em đã đồng ý với anh sẽ tới sao vì sao lại lật lọng trần chiết dương có chút chịu không nổi với thái độ của tịch bạch đối với mình trong quá khứ rõ ràng là một cô bé thật dịu ngoan nghe lời vì sao giờ biến thành cái dạng này trần chiết dương em chưa từng đáp ứng anh cái gì cả Tịch Bạch Hạ giọng nói, em biết anh thích tịch Phi Phi, cho nên đưa phiếu cho chị ấy, thành toàn hai người, cũng hy vọng về sau anh đừng tới dây dưa cùng em. Trần Chiết Dương cuống quýt giải thích, Bạch Bạch, em hiểu lầm, anh chưa từng nói qua là anh thích chị em, kỳ thật lần này trở về, anh cảm giác mình giống như đối với em, lời cậu còn chưa dứt cả người đều bị lật ngược ra sau, quay đầu, nhìn đến sắc mặt lạnh lùng của tạ tùy, tạ tùy giữ chắc bờ vai của cậu, xoay người đặt cậu bên cạnh cạnh ban công lầu ba, ánh mắt giận dữ, tôi đã nói, cậu phải cách xa cô ấy, cho rằng lão tử đùa giỡn với cậu, nửa người trần chiết dương sắp rớt ra khỏi ban công, cậu gắt gao cầm tay tạ tùy, kinh sợ, lạnh run, sợ hắn ra tay ác độc, đẩy cậu xuống, tịch bạch cũng sợ hãi dung giọng nói tạ tùy như vậy quá nguy hiểm mặt tạ tùy không thay đổi nhìn chằm chằm trần chiết dương trong con ngươi lộ ra mũi nhọn buốt thấu xương có thể làm cho cậu ta nửa đêm tình mộng run, run run một đời tịch bạch nắm lấy tay hắn khẩn cầu buông ra được không tạ tùy cảm nhận được sự sợ hãi của cô hắn không muốn dọa đến cô vì thế miễn cưỡng kéo trần chiết dương lại trần chiết dương đang định thả lỏng tạ tùy lại nắm chặt cổ áo cậu rất có uy hiếp vỗ nhẹ nhàng nhẹ gương mặt cậu, gần giọng nói từng từ, cậu cẩn thận một chút, hắn nói xong liền buông Trần Chiết Dương ra, rời đi, Trần Chiết Dương đứng tại chỗ một hồi lâu, hai má trắng bạch mới dần dần khôi phục huyết sắc, quay đầu phẫn nộ nói, đồ điên gì đây, Tiểu Bạch tại sao em dây dưa cùng một chỗ với loại rác rưởi này, Tịch Bạch vốn cảm thấy cậu bị khi dễ cũng rất đáng thương, nhưng mà nghe cậu nói như vậy, bỗng nhiên quay đầu, thốt lên, cậu ấy không phải rác rưởi, cô không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của trần chiết dương toàn thân tức giận xoay người trở về phòng học đóng chặt cửa sổ lại sao sao lễ giáng sinh năm nay tuyết lại rơi hoa tuyết nho nhỏ bay là tả giống như lông ngỗng vô cùng dày đặc làm ướt sũng ngã tư đường bên cạnh nhưng chỉ trong chốc lát là mất đi ở giang thành vốn tuyết rơi không nhiều tan học học sinh toàn trường đều hưng phấn đeo ba lô gào thét vọt vào trong màn tuyết lớn ân hạ hạ lôi tịch bạch và mấy cô gái chạy ra cổng trường đi đến vườn hoa tuyết chỗ này có thể trồng chất lên cao trên bụi cây hiện lên một tầng tuyết mỏng manh xung quanh có rất nhiều người lấy điện thoại ra hướng lên bầu trời chụp ảnh xa xa xe đạp của tạ tùy ngừng lại nhìn thiếu nữ trong vườn hoa ngọn tóc cô đọng vài miếng hoa tuyết thuần trắng hình thoi cô cởi bao tay lông xù ra dùng lòng bàn tay đỡ lấy tuyết đáy mắt tràn đầy kinh hỉ nếu có thể đắp người tuyết thì thật tuyệt tịch bạch cảm khái nói lần cuối cùng đắp người tuyết đã là cô suy nghĩ rất lâu giật mình nhớ tới đã là kiếp trước rồi Đêm đó, cô và Tạ Tùy cùng nhau dựng lên một đống tuyết không ra hình thù gì rồi dùng nhánh cây làm tay cho nó, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, hai tay tịch bạch tạo thành chữ thập hứa nguyện, hy vọng cuộc sống về sau bình an trôi chảy, ngọt ngào đẹp đẽ, ba ngày sau, cô ngoài ý muốn mất mạng, người tuyết còn chưa có tan đi, trong lúc tịch bạch trầm tư, ân hạ hạ dùng bàn tay dính đầy tuyết sờ soạng mặt cô, nghĩ gì mà say mê đến vậy, tịch bạch hạ thấp người, nâng lên một đống tuyết tớ suy nghĩ có thể đắp người tuyết không ân hạ hạ nói khẳng định không đứng dậy nổi tuyết này không đủ lớn nếu cả đêm hôm nay rơi tuyết ngày mai nhất định có thể ai biết được nói không chừng chút nữa tuyết sẽ ngừng tịch bạch tươi sáng cười nếu ngày mai còn tuyết rơi tớ muốn đắp người tuyết thật lớn bên cạnh có người thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói ngây thơ tịch bạch quay đầu chỉ nhìn thấy xe của tạ tùy vụt một phát bay ra ngoài bóng dáng cao ngất của hắn biến mất trong trời tuyết mờ mịt tịch bạch bĩu bĩu môi, lòng nói chính hắn mới là một tên con nít, giả bộ lạnh lùng cái gì, sáng sớm ngày thứ hai, tịch bạch rời giường nhìn bên ngoài cửa sổ đã trắng xóa một mảnh, trên ngã tư đường, tuyết bị gạt qua hai bên đường, chồng chất lên nhau, xem ra tuyết thật sự rơi cả một đêm, tịch bạch đầy cửa sổ, gió lạnh ùa vào thổi tan ấm áp trong phòng, cô lấy lại tinh thần, sửa soạn xong liền ra khỏi cửa, trước tòa nhà dạy học có không ít học sinh tụ tập líu diếu nghị luận mỗi một tầng lầu cũng có rất nhiều người đang đứng tò mò thăm dò bên dưới còn lấy điện thoại ra chụp ảnh tịch bạch đã đỗ xe đạp xong lúc trở về chen vào trong đám người phát hiện trong bồn hoa nhỏ trước tòa nhà lại có một người tuyết đáng yêu cao sấp xỉ nửa mét người tuyết làm theo hình dạng con cún lớn cái đầu bẹp ở trên vóc người tròn vo hai con mắt đen tuyền dùng hai hòn đá thay thế miệng là một nhánh cây nhỏ thẳng tắp trên gáy còn đắp một một tấm khăn quàng cổ màu đen, ai làm vậy, lại ở trong này nạn người tuyết, bất kể là ai, đúng là nhân tài, ha ha ha, người tuyết lớn như vậy, không biết làm hết bao lâu, chắc lúc trời còn chưa sáng đã đến trường học, lúc tịch bạch ngẩn ngơ nhìn người tuyết, ân hạ hạ đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai cô, ha ha, ngày hôm qua cậu nói muốn đắp người tuyết, hôm nay liền có người tuyết ở chỗ này chờ cậu, tịch bạch thản nhiên nói người tuyết ai cũng có thể làm được chớ tự mình đa tình đúng thế cậu xem người tuyết này đáp quá xấu nha đây là cái gì vậy tịch bạch đi lên cầu thang cuối cùng lại quay đầu ngắm nhìn người tuyết màu trắng không rõ con gì kia nói giống con chó có vài phần rất giống với mặt dây chuyền con chó lớn gắn trên móc khóa mà tịch bạch đưa cho tạ tùy tiếng chuông vào tiết reo lên tùng dụ chu đi vào phòng học phủi phủi tuyết trên chiếc khăn quàng cổ màu đen quấn lên trên cổ tạ tùy cái lạnh làm cho hắn giật mình một cái, muốn chết tốt bụng giúp cậu nhặt khăn quàng cổ về, còn không mau biết ơn, Tạ Tùy thản nhiên nói. Không phải của tôi, Tùng Dụ Chu cười hì hì nói, cái khăn quàng cổ này rõ ràng là của cậu, tớ sao có thể nhận lầm. Tạ tùy lấy cái khăn quàng đã đông cứng xuống, vỗ vỗ đầu Tùng Dụ Chu, mẹ nó, cậu xen vào việc của người khác. Sao sao buổi chiều, chủ nhiệm lớp gọi Tịch Bạch vào văn phòng, vừa vặn giám thị cũng có mặt trên bàn trà khói lượn lờ, dường như chờ đã lâu, Tịch Bạch không hiểu nhìn chủ nhiệm lớp, thầy Lương, tìm em có việc sao ạ? À? Chủ nhiệm lớp thầy Lương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, kỳ thật, là giám thị tần tìm em, thầy ấy có chuyện muốn nói với em, giám thị tần đi đến máy nước, rót một ly nước ấm đưa cho tịch bạch, cảm ơn thầy tần, giám thị tần và thầy lương trao đổi một chút ánh mắt, sau đó nói, là như vậy, tịch bạch, lần trước tham gia tranh tài, em cùng bạn học tịch phi phi đoạt được giải nhất, trường học chuẩn bị muốn phát thưởng tiền cho em, 5.000 tệ, tịch bạch kinh hỉ nói, cảm ơn thầy, lời nói kế tiếp, có lẽ khó mở miệng, giám thị Tần nháy mắt về phía chủ nhiệm lớp lương nhưng mà lão lương mắt nhìn mũi mũi xem tâm đứng ở bên cạnh bàn không nói một lời. Tịch Bạch thấy bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của ông liền hỏi thầy Tần còn muốn nói gì nữa à? A à, là như vậy. Giám thị Tần trong lòng thầm mắng lão lương vài câu dừng một chút rốt cục vẫn phải nói thẳng bẩm báo. Mặc dù là em và Tịch Phi Phi hợp tác biểu diễn tiết mục nhưng bộ giáo dục đối với hạng mục cộng điểm đại học rất nghiêm khắc cho nên. Thầy thành tích lần này, chỉ có thể cộng điểm cho một người, tịch bạch đã hiểu dám thị tần tìm cô đến nói chuyện gì, ý là muốn dùng 5.000 tệ cái gọi là tiền thưởng này để mua cộng điểm thi đại học của cô, cô buông chén nước, sắc mặt chìm xuống, thầy tần, nếu thầy đã xem qua trận biểu diễn này, thì nên biết, lấy được hạng nhất rốt cuộc là nhờ vào vũ đạo của tịch Phi Phi hay là đàn violoncello của em, cái này. Giám thị Tần Trột Dạ nói, Tịch Bạch tuy rằng đúng là nhờ đàn violon cello, nhưng em cũng không thể kiêu ngạo như vậy, hai người phối hợp biểu diễn, tất cả mọi người đều có công lao, không phải sao? Tịch Bạch dựa vào lời ông nói, thầy nói. Đúng, nếu hai người đều có công lao, vì sao chỉ cho Tịch Phi Phi thêm điểm? Hơn nữa chị ấy còn đã đáp ứng em, cộng điểm là của em, các em ước định bằng miệng, không tính tịch phi phi là chị của em em cũng biết em ấy bị bệnh mấy năm nay vẫn đang kiên trì đấu tranh sao em có thể không biết xấu hổ mà tranh giành cộng điểm với em ấy bởi vì chị ấy có bệnh em nên nhường cho chị ấy sao đương nhiên tịch bạch nhìn giám thị làm ra vẻ chuyện hiển nhiên đột nhiên cái gì cũng không muốn nói ông là cùng một dạng với những người kia cảm thấy tịch phi phi đáng thương bởi vì đáng thương chị ta liền có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt thứ thuộc về người khác Thầy Lương, thầy nghĩ như thế nào? Tịch Bạch gửi hy vọng vào chủ nhiệm lớp của mình. Lão Lương lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thầy đương nhiên hy vọng em có thể thi đậu đại học, nhưng mà Tịch Bạch, thầy tin tưởng năng lực của em, không cần cộng thêm cái điểm đó, em cũng khẳng định có thể thi đậu trường đại học trọng điểm. Thầy Lương, Giám Thị Tần ngắt lời, "Được rồi, Tịch Bạch em không nên nói nữa, chuyện này đã quyết định. Thầy Lương cũng bởi vì chị ấy sinh bệnh, cho nên trường học có thể phóng túng tất cả hai hành vi của chị ấy sao sự kiện An Khả Nhu bị người truy tìm trước đó, còn có vụ em mất đàn violoncello, bao gồm cả việc cộng điểm lần này, đều là như vậy, tịch bạch cũng là bị buộc nóng này, miệng không đắn đo, trầm giọng chất vấn, trường học còn muốn bao che chị ấy tới khi nào, dám thị tần biến sắc, thầy không hiểu em đang nói cái gì, trường học công bằng với mỗi một học sinh, thật sự công bằng sao, tịch bạch tức giận nói, các thầy làm như vậy, sẽ chỉ làm cho tịch phi phi lún càng sâu, các thầy thầy là kẻ cầm đầu đẩy chị ấy vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao oan chia bu phu vạn kiếp bất phục muôn đời muôn kiếp không trở lại được em nói bậy bạ gì đó không biết lớn nhỏ ngay cả tôn ti trật tự tôn trọng thầy cô cũng không biết ra ngoài tịch bạch bị không khí nặng nề trong văn phòng làm nghẹn đến mức không thở nổi cô phẫn nộ tông cửa sông ra cô đầu nặng chân nhẹ đi vài bước chủ nhiệm lớp cũng đuổi theo muốn an ủi cô tịch bạch hai ngày nay trường học họp nghiên cứu chuyện này nội tâm thầy đương nhiên không nguyện ý bởi vì thầy biết chiến thắng kia là em mang về tịch bạch trong lòng rất khó chịu thầy lương thầy không cần nói nữa làm chủ nhiệm lớp của tịch bạch thầy lương không có quyền nghi ngờ đối với quyết định của lãnh đạo trường học văn kiện trình báo đã đệ đến bộ giáo dục hai ngày nữa sẽ có một tiết mục thăm hỏi tịch phi phi đến lúc đó bộ giáo dục sẽ phái lãnh đạo xuống khảo sát chủ yếu tịch phi phi là người phát ngôn của trường học chúng ta lời nói của em ấy càng có ảnh hưởng lớn tới xã hội có thể giúp trường tuyên truyền tất cả những lời chủ nhiệm lớp nói tịch bạch đều hiểu thân phận bệnh nhân máu trắng của tịch phi phi là giấy thông hành giúp chị ta thuận lợi chiến thắng suốt cả cuộc đời mà trường học cũng đang lợi dụng tờ giấy thông hành này để mưu cầu lợi nhuận chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai tịch bạch bất đắc dĩ thở dài tịch bạch chuyện này thầy cũng không biết nên nói

bây giờ em còn nhỏ không hiểu trên đời có rất nhiều chuyện không có cách nào thay đổi chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp tay tịch bạch giấu trong túi siết thật chặt móng tay đâm sâu vào trong da thịt cả người nhịn không được từng đợt run rẩy phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh cho nên trở lại một lần có một số việc thật sự vĩnh viễn cũng không có cách nào để thay đổi sao cô học so với quá khứ càng thông minh cũng càng cố gắng nhưng chẳng lẽ cô vẫn như trước không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình, cả đời của cô đều phải sống dưới bóng ma tịch phi phi, không, cô không cam lòng, cũng không muốn thỏa hiệp tịch bạch giận dữ rời đi, đi qua sân thể dục quả bóng rổ màu đỏ thẫm chậm rãi ung dung lăn đến bên chân cô, cô nghe được một tiếng huyết sáo trong trẻo liền ngẩng đầu, chỉ thấy mấy nam sinh vẫy vẫy tay với cô, tạ tùy đứng ở trong bọn họ, dựa vào cột bóng rổ, dưới ánh mặt trời, hắn có hơi nâng cầm lên, hắn mặc bộ quần áo bóng rổ màu đen ngắn tay, nhướng mày lười biếng cười, nét lạnh lùng bên hàng mi cắt đứt bị ý cười ôn nhu hòa tan, lộ ra vài phần phong lưu, tiểu bạch đá đến đây, tâm tình tịch bạch cực kỳ không ổn, không muốn giúp đỡ bọn họ, mặt trầm xuống đi về dãy phòng học, thấy cô lạnh lùng rời đi, tùng dụ chu đồng tình nhìn tạ tùy táo cũng đã tặng người tuyết cũng đã đắp xem ra đều là không tốt tâm tình vốn không tệ lắm của tạ tùy lập tức tan thành mây khói tương trọng ninh ném bóng rổ cho hắn cũng bị hắn giơ tay ngăn lại hắn nhặt áo khoác của mình lên không nói một lời đi qua dãy phòng kia thời gian lên lớp hành lang không có người tịch bạch nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ tạ tùy đuổi theo đứng lại tịch bạch cố tình không dừng thậm chí còn không quay đầu nhìn hắn hắn sải hai ba bước dài kéo cổ tay thon dài của cô lại trầm giọng nói có biết lúc nãy cậu làm tôi thật mất mặt không nam sinh đều có sĩ diện trước mặt nhiều người như vậy mà tịch bạch trực tiếp không thèm nhìn tạ tùy có vẻ thanh cao lại kiêu ngạo cũng thật không lễ phép nhưng mà cô ốc còn còn không mang nổi mình ốc nhiều chuyện phiền lòng cứ. Ập tới nhanh như vậy, không còn tâm tư chống đỡ hắn, tạ tùy, cậu buông tay ra trước đi, tịch bạch dùng lực kéo kéo tay, nhưng mà hắn nắm chặt rất dùng sức, căn bản tránh thoát, không được, cô lo lắng kêu, tạ tùy, tạ tùy nhìn hàng lông mi dưới và ánh mắt nâu lãnh đạm kia của cô, cảm giác trong lòng tựa như bị móng vuốt mèo cào một đường, dịn ra máu, táo rất ngọt đúng không? tạ tùy đặt cô sát tường, giọng nói kiềm nén, người tuyết cậu cũng rất thích còn nở nụ cười với nó, vì sao không thể thử thích tôi một lần, cười cười với tôi, tịch bạch mày nhăn thành gò núi nhỏ, tạ tùy, hiện tại tôi cười không nổi, tôi bề bộn nhiều việc, trong khoảng thời gian ngắn không suy xét bất cứ chuyện tình cảm nào, nếu cậu không như vậy, chúng ta có thể làm bạn, tạ tùy cười lạnh, cậu là học sinh cấp 3, trừ học tập cậu còn có thể bận rộn chuyện gì, tôi nói cậu cũng không hiểu, cậu có thể thử xem, tịch bạch bị hắn làm cho bối rối, cô dương mắt nhìn hắn, cửa sổ ở mái nhà lóe ra một sợi ánh sáng chiếu vào gương mặt hắn, mày rậm đen, trong con ngươi mỏng tràn đầy hoang mang, tịch bạch cắn cắn môi, có chút tức giận nói, sẽ có một ngày tôi chết, tạ tùy, âm thanh cô rất thấp rất trầm, lại làm cho đầu quả tim tạ tùy run rẩy. tạ tùy, tôi không muốn chết, tôi muốn sống thật tốt, tự do tự tại sống, đây chính là việc mà tôi hiện tại đang làm, lời cô còn chưa chưa dứt, tạ tùy đột nhiên đến gần, chặt chẽ cắn tay trái của cô, một cái giật mình lan từ xương cột sống tịch bạch đến đại não, cô bất ngờ không kịp tránh, đang mở to hai mắt nhìn, đầu lười mềm mại của nam sinh liếm láp vành tai của cô, gặm nuốt, cắn xé, có chút đau, cô đẩy ngực của hắn, lại bị hắn khống chế cổ tay, đặt trên đỉnh đầu, tạ, tạ tùy. Cô vừa thẹn vừa vội, sắc mặt đỏ bừng, cậu buông ra, hơi thở nóng của Tạ Tùy trêu chọc vành tai cô tiếng nói lại lạnh như băng, vĩnh viễn, không được nói cái chữ này với tôi, cô có thể nhận ra giờ phút này cảm xúc của hắn đã nổ tung, hắn dùng phương thức thô bạo lại ôn nhu như vậy để trừng phạt cô nói ra cái chữ chết này, ai dám tổn thương cậu, tôi làm cho họ xuống địa ngục, tạ tùy dùng lực nắm chặt cổ tay nhỏ gầy của cô, mắt tịch bạch đột nhiên đỏ, tất cả ủy khuất trong nháy mắt này không còn nhịn được, chốc lát bùng nổ, tạ tùy thấy bà vai cô run dày, hắn thong thả buông lòng cô ra tịch bạch cầm tay áo dùng sức xoa xoa khoe mắt đỏ ửng chậm rãi ngồi xổm xuống ôm chân vùi mặt vào đầu gối tạ tùy cậu vẫn như vậy giọng cô đứt quãng khóc nức nở nhìn đến bộ dáng cô khóc tạ tùy cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị siết chặt giống như khí lực toàn thân đều không có chỗ phát ngăn ở trong người khó chịu đến cực điểm nhẹ không được nặng cũng không được hắn thật sự không biết nên dỗ cô bé này làm sao bây giờ đừng khóc không khóc nữa có được không tôi năn nỉ cậu mà tạ tùy chưa từng an ủi qua cô gái nào càng chưa lần nào thỉnh cầu người khác nhưng hiện tại hắn còn muốn quỳ xuống van cô hắn dùng lòng bàn tay lau lau nước mắt cô kết quả lại thô lỗ lệ cứng rắn lau khuôn mặt cô đến hồng hồng đau tịch bạch quay mặt qua né tránh bàn tay hắn tay tạ tùy ướt sũng đầy nước mắt qua loa chùi trên quần áo mình lại đổi mờ u bàn tay nhãn nhụi lau nước mắt cho cô, thật ra tịch bạch không phải bởi vì hắn mới khóc, cô chỉ là quá ủy khuất, tạ tùy thình lình xuất hiện trêu chọc cùng những lời nói này của hắn, làm tất cả cảm xúc suy nghĩ của cô đặt chung một chỗ, rốt cuộc không nhịn được, tạ tùy nghiêng đầu nhìn vành tai bên trái của cô, hồng một cách vô lý, còn in dấu răng nhàn nhạt, đều là nhờ vào hành vi cầm thú, lúc nãy của hắn, hắn đau lòng sờ sờ vành tai cô tịch bạch mẫn cảm run dày theo bản năng né tránh hắn, tiểu bạch cậu có thể đánh tôi, tạ tùy nắm tay cô lên, nói năng lộn xộn tôi tuyệt đối không đánh lại, bé trai suy nghĩ luôn luôn đặc biệt trực tiếp, cũng rất đơn giản, giống như trong thế giới của bọn họ, nắm đấm có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, khốn kiếp tịch bạch đứng lên, đập vai hắn một chút, cú đấm đó thật ra rất mềm mại, dừng ở trên người hắn không khác gì vỗ nhẹ một chút, dường như là thể hiện rằng cô tha thứ cho hắn. Tịch Bạch nghĩ đến buổi tối ngày kia ở bên trong hẻm, hắn đã say thành như vậy, mà lúc hôn cô vẫn còn biết lấy tay cách ra. Tạ Tùy là tên lưu manh chứa tám cái trứng thối, vừa hung bạo vừa liều mạng, nhưng hắn nguyện ý vì cô khống chế hành vi xúc động của mình, cho nên Tịch Bạch cũng sẽ bao dung hắn ngẫu nhiên xấu tính. Tạ Tùy, chúng ta tạm thời thử làm bạn tốt được không? Ừm ừm, như thế nào cũng được tâm tạ tùy bị nước mắt cô làm đau khổ tự nhiên cô nói cái gì liền chịu cái đó tịch bạch đứng dậy muốn rời đi tạ tùy bỗng nhiên giữ chặt vạt áo của cô bạn tốt nhất cái gì cặp mắt xinh đẹp của tạ tùy yên lặng nhìn cô lặp lại lão từ từ trước đến nay không kết giao bạn bè với nữ sinh có thể cho cậu ngoại lệ nhưng tôi muốn làm người bạn tốt nhất của cậu editor jin suan tịch bạch về đến nhà cảm thấy không khí đêm nay có chút kỳ quái dì giúp việc đã bưng thức ăn lên bàn nhưng cha mẹ và tịch phi phi vẫn còn ngồi trên sofa dường như cố ý chờ tịch bạch trước kia bọn họ ăn cơm chưa bao giờ chờ tịch bạch chỉ cần tịch phi phi tan học về nhà trong nhà liền có thể ăn cơm dựa theo cách nói của đào gia chi thì là thân thể phi phi không tốt phải đúng giờ ăn cơm tịch bạch cũng phải hiểu phải chịu trách nhiệm tối hôm nay Cả nhà ngồi trên sofa chờ tịch bạch, hiển nhiên, cũng không phải vì chờ cô ăn cơm chiều, tịch bạch suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì vụ việc cộng điểm đại học, giám thị nói rất rõ ràng, việc cộng điểm đã được quyết định, tịch phi phi và cha mẹ khẳng định đã sớm biết, tịch bạch nhìn tư thế mọi người bày trận địa sẵn sàng đón quân địch này, chắc là cho rằng cô phát điên sẽ về nhà cãi lộn, vậy nên mới sớm có phòng bị chờ cô, tịch bạch cũng không muốn tranh cãi ẩm ý bởi vì cha mẹ xưa nay bất công luôn thiên vị tịch phi phi tranh cãi ẩm ý và nước mắt không có bất kỳ ý nghĩa nào cô không có lưu luyến ở phòng khách sau khi vào nhà lập tức tới bàn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm người một nhà trong phòng khách hai mặt nhìn nhau không rõ tịch bạch muốn làm gì trong hồ lô Tịch Phi Phi thiếu kiên nhẫn, đi đến trước bàn ăn, nói với Tịch Bạch, chị biết trong lòng em khó chịu, có cái gì không hài lòng, em nói thẳng đi, Tịch Bạch còn không nhìn chị ta, nói, em có chút đói bụng, cha mẹ, hai người không lại đây ăn cơm, Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi xô so xô so đầy đầy, ngồi xuống, thấp thỏm nhìn Tịch Bạch, Bạch Bạch, chắc hẳn việc cộng điểm thi đại học, thầy đã nói với con rồi, rồi. Tịch bạch thấp giọng nói, chị là bệnh nhân, con phải nhường cho chị, cha mẹ vốn đã chuẩn bị chọn vẹn lý do thoái thác, định nếu tịch bạch kịch liệt phản kháng, bọn họ liền mặt nặng mày nhẹ, bức bách tịch bạch đi vào khuôn khổ, bộ dạng không sao này của tịch bạch, làm cho bọn họ cảm giác rất không đúng, đào ra chi nhanh chóng bới cơm cho tịch bạch, ôn nhu nói, bạch bạch không phải đói bụng sao, nhanh, ăn nhiều một chút, tịch minh Chí cũng ngồi xuống, mặt đầy vui mừng, xem ra bạch bạch thật sự trưởng thành hiểu chuyện như vậy tịch phi phi thấy cha mẹ đều bị tịch bạch thu mua trong lòng có chút mất hứng vừa nãy rõ ràng nói hay lắm chờ tịch bạch trở về cùng nhau đối phó nó khẳng định làm nó cam tâm tình nguyện tiếp thu sự thật này không nghĩ đến cha mẹ lại gục nhanh như vậy tịch phi phi phòng bị nhìn tịch bạch đến cùng là em có âm mưu gì tịch bạch cầm đôi đũa đâm đâm cơm trắng trong bát thản nhiên nói em có thể có âm mưu gì bằng sự hiểu biết của chị đối với em em tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ em khẳng định đang âm thầm tính kế em không có tịch bạch bình tĩnh nói chị từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ không phải em vẫn luôn nhường chị sao hôm nay cũng giống vậy cộng điểm thi đại học em nhường cho chị chị còn bất mãn cái gì cái gì gọi là em nhường chị chị có thể có được mọi thứ đều là chị nên có được tịch bạch cười lạnh một tiếng không định gây lộn với chị ta cô quá biết rõ kịch bản của tịch phi phi chị ta chính là muốn bức tịch bạch cãi nhau cùng mình sau đó sẽ khóc chị ta vừa khóc cha mẹ liền sẽ cảm thấy tịch bạch khi dễ chị ta đứa con khỏe mạnh khi dễ đứa con sinh bệnh vì thế, đều thành lỗi của Tịch Bạch kịch bản như thế, Tịch Phi Phi dùng từ nhỏ đến lớn mà lần nào cũng hiệu quả, Tịch Bạch trong quá khứ quá ngốc nên để cho Tịch Phi Phi leo lên đầu mình không ít. Hiện tại, cô sẽ không diễn theo kịch bản đó nữa, Tịch Phi Phi thấy Tịch Bạch không chịu tiếp chiêu, vì thế lại chuyển hướng về phía cha mẹ của chính mình, cha mẹ hai người tuyệt đối không nên bị nó lừa tối hôm nay chúng ta phải xét hỏi thẩm định nó phải hiểu rõ đến cùng nó muốn làm cái gì đột nhiên một tiếng và nbsp ba vang lên tịch minh trí đã nhẫn nại rất lâu đập lên bàn phẫn nộ quát tịch phi phi đủ rồi em nó cũng đã thoái nhượng đến tình trạng này con còn muốn thế nào chạy về trong phòng của con tỉnh lại tịch phi phi khó có thể tin nhìn cha cái gì nó thoái nhượng rõ ràng là âm mưu của nó các người không nên bị nó lừa tịch phi phi tại sao con biến thành cái dạng này tịch minh trí giơ lên tay chuẩn bị cho cô một bàn tay đào ra chi tay mắt lanh lẹ chặn tay tịch minh trí ông bình tĩnh một chút tịch minh trí lắc đầu thất vọng nói nó đúng là bị bà triều hư đào ra chi nhìn về phía tịch phi phi biểu tình nghiêm túc tịch phi phi con thật quá đáng về phòng của con đi suy nghĩ cho kỹ càng nếu còn chưa tỉnh lại thì khỏi phải đi ra ăn cơm, lần này Tịch Phi Phi thật sự khóc cô đâu chịu nổi ủy khuất như thế, đá văng cái ghế bên cạnh, thở phì phì lên lầu, tính tình này của con còn ai chịu nổi. Tịch Minh chí chìa về phía cô lớn tiếng nói, tìm cha hiện tại lập tức gọi điện cho trường học, bãi bỏ điểm cộng của con không? Tịch Phi Phi dừng bước chân, quay đầu lại nói, ông không có tư cách làm như vậy, lúc trước thi hạng nhất là làm thế nào có được, là em con độc tấu đàn violon cello lấy xuống, cái điệu nhảy kia của con hình dáng ra sao, con tưởng người khác không có mắt nhìn sao, đừng nói nữa. Đào ra chi lôi kéo góc áo tịch minh trí, Phi Phi là bệnh nhân ông đừng nói tịch phi phi tức giận trở về phòng dầm một tiếng khép cửa phòng lại gào khóc tay cô run rẩy lấy điện thoại di động mở quay bua ra gõ những dòng chữ vô cùng ác độc nguyên rùa tịch bạch nhưng nghĩ đến vụ quay bua lên hot rất bị tuột người theo dõi lần trước tịch phi phi khống chế tay mình đang muốn nhấn đăng lên cô ném điện thoại ra ngoài táo bạo gầm nhẹ một tiếng tịch bạch ngồi ở trên bàn im lặng ăn một bữa cơm không ngon đào gia chi và tịch minh trí gắp đồ ăn cho cô lòng tràn đầy áy náy và thua thiệt tịch minh trí thậm chí dục dịch muốn gọi điện cho hiệu trưởng trần hai đứa đều đều là con gái của ông, ông làm sao lại không biết mình quá mức thiên vị với tịch Phi Phi, làm tịch Bạch thua thiệt, lòng cha mẹ đều biết, nhưng bọn họ không có biện pháp để công bằng, làm sao có khả năng công bằng, tịch Phi Phi sinh ra đã bệnh máu trắng, nhất định phải coi trọng và nuông chiều hơn, tịch Bạch rất rõ ràng, cho nên cô không hề trông cậy vào cha mẹ có thể hồi tâm chuyển ý, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, đêm dài vắng lặng, tịch Bạch ngồi trên bàn làm bài tập thi đại học được cậu nhiều nhất là mười điểm cô phải cố gắng nhiều hơn nữa dù không có 10 điểm này, cô vẫn có thể tự mình thi đậu đại học, cô chỉ là không cam lòng, tại sao tịch Phi Phi vẫn có thể yên tâm thoải mái cướp đoạt thứ vốn nên thuộc về cô, tịch Bạch đặt bút xuống, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào phòng, cô nắm chặt áo, thâm trầm nhìn trang rằm sáng trong trời đêm, văn kiện cộng điểm cho tịch Phi Phi đã báo danh đến bộ giáo dục, mặc kệ hiện tại cô ẩm ý với cha mẹ hay tìm trường học khiếu nại, cũng không có tác dụng gì nghe giám thị tần nói qua vài ngày nữa sẽ có phóng viên truyền thông lại trường tiến hành thăm hỏi tịch phi phi đến lúc đó lãnh đạo bộ giáo dục cũng sẽ có mặt tịch bạch nhìn video tịch phi phi trộm đàn trong di động đến phát ngốc tâm tình phiền muộn cô chuẩn bị đi ra ngoài một chút đêm khuya cha mẹ và tịch phi phi đã đi vào giấc ngủ không có người nào phát hiện tịch bạch đi khỏi nhà bây giờ mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu trên đường ngựa xe như nước đôi lúc vài người đi bộ vội vội vàng vàng trải qua hai kiếp người không người nào hiểu được cô cảm giác cô độc đầy trời làm cô sắp không thở nổi mỗi khi bừng tỉnh từ ác mộng cô giống như lại trở về kiếp trước đang tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống đường đời gian nan sống có lẽ không dễ nhưng cô không muốn chết tịch bạch quẹo vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc lá dành cho nữ và một cái bật lửa tạ tùy và bạn bè từ phòng quyền anh đi ra mấy tên con trai cười đùa chuẩn bị đi ăn khuya tương trọng ninh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thuận miệng nói đường đối diện có cô gái đang hút thuốc trông hơi giống tịch tiện tiểu bạch ban một tùng dụ chu nói cậu mù rồi, Tịch Tiểu Bạch là cô gái ngoan ngoãn, sao có thể ở giữa đêm khuya thanh vắng không ngủ được chạy đến đầu đường hút thuốc, thật sự rất giống đó. Tạ tùy nhìn tới con phố đối diện, cô gái đứng bên cạnh cửa tiệm đóng chặt cửa, áo lông rộng rãi tùy ý bọc lấy vóc người nhỏ nhắn, cô mặc áo liền mũ, cổ áo lông xù che khuất nửa khuôn mặt cô, ánh mắt chôn sâu trong bóng mờ, trên cánh mũi in bóng của hàng mi dài, trong tay cô đúng là cầm một điếu thuốc dài loại của nữ, môi hồng nhuận nhẹ nhàng phun ra một làn xương trắng, quanh người cô trở nên không rõ ràng mông lung, có lẽ là bởi vì thân thể không thích ứng, tịch bạch sặc một hơi thuốc, ho khan lên, mới giật mình nghĩ đến cô của bây giờ chưa từng hút thuốc, trọng lúc cô ho khan, cây thuốc trong tay bị cướp đi, tịch bạch dương mắt, nhìn tạ tùy lạnh mặt đứng trước người cô, hắn chỉ mặc áo thun mỏng cổ chữ V, phát họa rõ thân hình cường tráng, dưới ngọn đèn đường, đáy mắt thâm thúy của hắn hiện ra ý lạnh, cậu đang làm gì? Hắn trầm giọng hỏi, đột nhiên bị phát hiện làm chuyện xấu, Tịch Bạch cảm thấy rất mất mặt, cô nhìn điếu thuốc trong tay tạ tùy, thấp giọng nói không phải cậu đã thấy sao, tạ tùy tức giận, hắn giọng hỏi, ai dạy cậu, không phải là cậu dạy sao, tịch bạch thiếu chút nữa thốt ra, mới giật mình nhớ tới, đã là chuyện kiếp trước, kiếp trước, thời điểm cô và tạ tùy ở cùng một chỗ, hắn suy sụp hơn hiện tại rất nhiều, tịch bạch liếm môi, hỏi, cậu hỏi cái này để làm gì, lão tử giết chết hắn, tịch bạch trột dạ hít một hơi, lại có chút muốn cười, thầm nói trong lòng, cậu muốn giết chết chính cậu hả, tạ tùy nhìn cây thuốc ốm dài trên tay có hơi chút thấm ướt hắn kiềm nén hai lần nhịn không được ngậm điếu thuốc lên miệng tịch bạch bất lực ngôn từ cậu làm gì vậy tạ tùy nhả ra một miệng khói hắn trực tiếp dùng đầu ngón tay dập tắt thuốc lá tôi không cho phép cậu hút thuốc sao phải để ý đến tôi làm bạn tốt nhất của cậu tôi có quyền quản tạ tùy vỗ vỗ cái gáy của cô hung dữ uy hiếp lại để tôi lần nữa thấy được tôi thật sự sẽ đánh cậu không nói đùa đâu lời này của hắn giống như người cha đang giáo hội quấn con gái mình, tịch bạch đầy tay hắn ra. người này thật sự khó hiểu. cầy có thể tôi không thể, thật là bá đạo. tôi có thể cậu không thể tạ tùy đúng lý hợp tình vỗ nhẹ cô ánh mắt phá lệ nghiêm túc chúng ta không phải người cùng một dạng tiểu bạch một tiếng cuối cùng tiểu bạch vang lên mang theo hương khói nhàn nhạt đặc biệt gợi cảm tịch bạch cảm thấy hắn rất cố tình gây sự cô đẩy hắn ra xoay người muốn rời đi nhưng tạ tùy vẫn thật không yên lòng đuổi theo cô nắm lấy cổ tay thon dài ấy, Tiểu Bạch cậu nghe tôi nói, đừng hút, thật sự không tốt, Tịch Bạch luôn luôn không phát hiện, lúc tạ tùy không tàn khốc cũng không phóng khoáng thì lại rất lải nhải, được, không hút. Tịch Bạch kiên nhẫn nói, buông tôi ra đi, tôi không đùa giỡn với cậu. Tạ Tùy vẫn không yên tâm, gắt gao nói với cô, nếu cậu dám lén tôi hút tôi, hắn nghĩ ngợi tự uy hiếp nào có thể làm cho bé gái ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, thật lâu sau, Tạ Tùy kéo cô gần lại mình, hung ác nói từng từ và NBSP, lại để tôi bắt quả tang tại trận, hắn kéo tay cô đụng vào dây thắt lưng cứng rắn phía dưới của mình, tôi sẽ không ôn nhu đối với cậu, hiểu không? Editor, Jin Xuan, lại để tôi bắt gặp, tôi sẽ không ôn nhu với cậu, mềm mại hay cứng rắn tạ tùy đều dùng tới, những lời này đúng là có chút hiệu quả, tịch bạch bị dọa, đến rụt tay về, lui về phía sau, trong mắt cô lộ ra một chút phòng bị và e ngại, còn biết sợ, về sau quy củ chút, tạ tùy cảm thấy vừa lòng với phản ứng của cô, dạy dỗ, việc không nên làm thì đừng làm, ngoan ngoãn làm đệ tử tốt của tôi, tịch bạch bất mãn lên tiếng, ừ, tạ tùy xòe tay, giao ra đây đi, và NBSP, giao cái gì, tạ tùy nhướng mày, cậu nói xem, tịch bạch bĩu bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện lấy từ trong ba lô ra một bao thuốc lá vừa mới mở, hộp thuốc lá mỏng, hiển nhiên không có nhiều điếu, phù hợp với thẩm mỹ tinh xảo và yêu nhã của nữ giới, thấy tay hắn vẫn còn đưa ra, tịch bạch trao mày lại lấy ra một cái bật lửa, nặng nề vỗ vào tay hắn, tình cảnh này, thật giống như thiếu nữ hư hỏng thú nhận, hành vi phạm tội của mình với giám thị tạ tuy hài lòng rút tay về người người thuốc lá mùi cam sành hắn ngậm một điếu lên miệng rồi châm lửa hàm lượng nicotine trong thuốc lá nữ cực ít trong hơi thở đều là hương vị cam sành tạ tuy đột nhiên thích cảm giác mơ hồ mà cây thuốc lá này đem tới tịch bạch thấy thế thấp giọng lẩm bẩm nói không phải cậu cũng như vậy sao tôi lại không thể tôi có thể cậu không thể ngón tay thon dài của tạ tùy bị khói quấn quanh thản nhiên thở ra một hơi, tịch bạch bị phun khói vào mặt càng thêm bất mãn nói, dựa vào cái gì, cậu có phải cái gì cũng muốn so với tôi hay không, tạ tùy kéo cô đến gần, đặt tay sau gáy cô, bức bách cô chăm chú nhìn vào mình, trên người thiếu nữ hiện ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt, bởi vì khẩn trương, còn có đôi chút run rẩy cậu xem cho rõ, chúng ta không phải là người cùng một dạng, hồ hấp nóng bỏng của hắn, nhẹ nhàng chạm đến trên trán cô, cô dương mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong đêm tối lờ mờ, hình dáng ngũ quan của hắn thật mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, cũng mang theo tia lạnh lẽo nào đó sợ lòng người dễ thay đổi. Trong tròng mắt tạ tùy, tịch bạch thấy bản thân còn là một cô thiếu nữ 17 tuổi tỉnh tỉnh mê mê, ngây thơ không một vết dơ, giống như chưa từng trải qua thế sự, không biết mùi sầu khổ. Cô liếc nhìn sang một bên, tiếng nói nhẹ nhàng, tạ tùy, tôi không có tốt như cậu tưởng, mặc kệ cậu là cái dạng gì, đó chính là bộ dạng dáng mà lão tử thích thời điểm thiếu niên nói ra những lời này, vẻ mặt nghiêm túc mà thành kính, cô cụp mắt xuống, nhếch miệng, không nói một lời, trong hoàn cảnh nhỏ hẹp, hắn dán chặt lên thân thể của cô, cảm giác bắp thịt toàn thân sụp đổ, bang bang, hắn thở dồn dập, giọng nói hơi run rẩy dò hỏi, tiểu bạch tôi muốn ôm cậu một cái, muốn đến sắp điên rồi muốn chết tịch bạch nâng mắt lên cặp mắt tối như mực nhìn nhìn hắn lắc đầu tạ tùy tôi phải về nhà cô không đồng ý tạ tùy liền không dám mạo phạm hắn đặt cô sát trên tường tham lam người hương thơm từ trên người cô đè nén dục vọng cuồn cuộn trong nội tâm của mình đi thôi tôi đưa cậu về nhà không cần, tôi tự trở về, Tịch Bạch xoay người, mà Tạ Tùy không yên lòng đã trễ thế này còn để cô một mình, tay giấu trong túi chậm rãi đi theo sau lưng cô, duy trì khoảng cách 2 mét với cô Tịch Bạch đi hai bước, quay đầu nhìn sang hắn, thấy hắn vẫn không chịu rời đi, xem bộ dáng là thật sự muốn đưa cô về nhà, cô suy nghĩ rất lâu, quyết định quay đầu nói với hắn, Tạ Tùy, tôi có rất nhiều chuyện phải làm, bề bộn nhiều việc sẽ không yêu đương, cậu không cần lãng phí thời gian trên người tôi, tạ tùy nao nao, tùy tiện nói, được, ô Tịch Bạch không nghĩ đến hắn sẽ đồng ý nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại thấy khóe môi hắn kéo ra một ý cười mỏng, cất giọng nói, tôi tạm thời chấp nhận, cậu cũng không thể cùng người khác, tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng không biết học sinh cấp 3 như cậu có thể gấp cái gì, nhưng tôi sẽ chờ cậu bận rộn xong, tốt nghiệp trung học không được, vậy thì đại học, đại học không được, vậy thì tốt nghiệp đại học, một ngày nào đó, cậu sẽ cần đàn ông bên cạnh tịch bạch không phản bác được chỉ có thể cắn răng nói cậu thích chờ thì chờ tạ tùy ở sau lưng cô thản nhiên nói tôi sẽ rèn luyện thân thể tốt tịch bạch lại đỏ mặt cô bước nhanh hơn đi tới nhà cậu rèn luyện thân thể của cậu đâu Đầu có liên quan tới tôi, nhìn bộ dáng cô gái nhỏ hốt hoảng chạy trốn, lần đầu tiên tạ tùy cảm giác trong lòng ngọt như vậy, sao sao rất nhanh, việc Tịch Phi Phi được cộng thêm điểm thi đại học đã truyền đi ồn ào huyên náo ở trong trường, trường học vốn vẫn giấu giếm chuyện này không có công bố ra ngoài, nhưng có học sinh nhìn thấy Trần Chiết Dương và hiệu trưởng Trần xảy ra xung đột tại văn phòng, lúc này mới một truyền 10, 10 truyền 100, truyền ra, Trần Chiết Dương nổi giận đùng đùng đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, kích động chất vấn cha mình, vì sao trong danh sách cộng điểm thi đại học lại là tịch Phi Phi, mà không phải là tịch Bạch Con đã xem qua video trình diễn lần đó, có thể lấy được hạng nhất, tất cả đều là nhờ công lao của tịch Bạch, các người sao có thể là làm như vậy, hiệu trường Trần ngồi trên ghế sofa, bưng chén trà, bình tĩnh nói, tịch Phi Phi và tịch Bạch đều là chị em của tịch gia, ai được cộng cũng ổn, có gì lạ sao, Trần Chiết Dương bây giờ hoàn toàn không có cảm tình với tịch Phi Phi, ngược lại bắt đầu có tình cảm với tịch Bạch. Bởi vậy cậu nhất định phải vì cô đòi công đạo, cha cha có biết thi đại học được cộng 10 điểm có ý nghĩa như thế nào không, đây là cơ hội đổi đời, cha không thể qua loa nói thay đổi người liền thay đổi người như vậy quá bất công với tịch bạch con cho rằng cha không biết tính nghiêm trọng của chuyện này sao nhưng danh sách bên bộ giáo dục đã xác định con ở nơi này tranh cãi ẩm ý cũng không có ích gì tịch phi phi là người phát ngôn của trường học của chúng ta cho con bé thêm điểm là hợp tình hợp lý sẽ có ảnh hưởng lớn tới xã hội con không cần nói nhiều cha sao các người có thể như vậy chứ được rồi ra ngoài hiệu trường trần nói xong liền đẩy trần chiết dương ra khỏi văn phòng một lúc sau trần chiết dương chạy đến lớp của tịch bạch vội vàng nói với cô bạch bạch em không cần lo lắng anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp anh sẽ làm cho cha anh sửa lại danh sách em hãy tin tưởng anh tịch bạch nhìn khuôn mặt gấp đến độ đỏ bừng của cậu nội tâm không hề gợn sóng cô rất hiểu trần chiết dương tên công tử bột này vẫn luôn muốn làm kỵ sĩ cậu muốn làm đại anh hùng bảo hộ công chúa bị giam cầm kiếp trước cậu vì giúp tịch phi phi nhu nhược lừa tịch bạch mấy năm tàn nhẫn ép khô mỗi một giọt máu của cô mà đời này nhân vật thay đổi tịch phi phi trở nên hổ báo không còn là công chúa yếu đuối trong cảm nhận của cậu nữa vì thế trần chiết dương lại di tình biệt luyến bắt đầu bảo hộ tịch bạch sao di tình biệt luyến thay người yêu như thay áo nói đến cùng cậu vẫn là đắm chìm trong vở kịch mình tự vẽ ra bị chính mình cảm động mà thôi bất kể là thích cậu hay bị cậu thích phải có lẽ đều là một loại bi ai trần chiết dương không cần thiết tịch bạch thản nhiên nói anh không cần ầm ĩ cùng cha anh chuyện này đã được quyết định không còn đường cứu vãn nào khác bạch bạch em tin tưởng anh anh sẽ nghĩ biện pháp không cần tịch bạch không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cậu vì vậy nói nếu anh thật sự vì em bênh vực kẻ yếu thì anh đi đánh tịch phi phi một trận cho em hả giận đi trần chiết dương ngẩn người đánh em ấy Vậy làm sao được, anh làm sao có khả năng động thủ với con gái, bạch bạch, em không cần hành động theo cảm tính, chúng ta ngẫm lại biện pháp khác, khẳng định sẽ có cách, à, Trần Chiết Dương là nam sinh ấm áp phong độ, dưới bất cứ tình huống nào, cậu cũng tuyệt đối không động thủ với nữ sinh, tịch bạch cũng chỉ là nói dỗi mà thôi, không muốn thì thôi vậy, về sau cũng không cần tới tìm em nữa, chuyện này em nhận tội, tịch bạch không có khả năng thật sự nhận tội, nhưng cô không muốn phải nhìn bộ mặt dối trá của trần chiết dương nữa bỏ lại những lời này rồi xoay người Trở về phòng học, Trần Chiết Dương kinh ngạc nhìn bóng lưng cô, trong lòng đã xoắn lên, sự kiện cộng điểm bởi vì Trần Chiết Dương mà truyền ra, ở trong trường học ồn ào không ngưng, rất nhiều học sinh xem qua video thi đấu, bắt đầu vì tịch bạch bênh vực kẻ yếu, cho dù ở kiếp trước, bọn họ vốn cố định đứng ở bên tịch Phi Phi, đồng tình, đáng thương chị ta, nhưng hiện tại, mắt thường có thể thấy được sự không công bằng, khơi dậy các thiếu niên thiếu nữ chính nghĩa, rất nhiều người đăng trên Quay bua oán giận chuyện này, thậm chí còn có không ít biệt hiệu V lớn, giống tích xanh ở Facebook, đi bóc phốt ở khắp nơi, muốn cho mọi người chú ý tới sự kiện cộng điểm bất công lần này. Nhưng từ lúc trường học nhận ra tin tức không thích hợp, lập tức triệu tập chủ nhiệm các lớp mở cuộc họp khẩn cấp, nhất định phải ngăn chặn các học sinh loan truyền nói bậy bạ trên mạng, chủ nhiệm lớp trở lại lớp mình, nghiêm khắc khiển trách, nói một khi phát hiện có học sinh đang quay bua bất lợi với danh dự của trường học về sau điều tra ra lập tức xử lý đuổi học không chút lưu tình rất nhiều học sinh bị dọa nhanh chóng xóa quay bua buổi chiều ngày đó tạ tùy đi ngang bảng thông báo trường học thấy được áp phích lớn hình tịch phi phi tuyên truyền tiết mục thăm hỏi tịch phi phi vào cuối tuần địa chỉ ở hội trường trường học kêu gọi các học sinh tham gia đến xem thăm hỏi tạ tùy nghĩ tới bộ dáng tịch bạch ngồi ở cầu thang khóc ngày ấy cũng giật mình hiểu vì sao một học trò ngoan như vậy lại đi cửa hàng càng tiện lợi mua thuốc lá cũng không biết hút, bị làm cho sặc, hóa ra tất cả đều có nguyên nhân, thứ vốn nên thuộc về cô, bị những người khác chiếm đoạt, cô rất không vui, cô còn khóc, máu toàn thân tạ tùy sôi trào, phẫn nộ làm hắn không thể tự hỏi, hắn nhặt lên một cục đá to bằng bàn tay trên mặt đất, hùng hổ ném tới bảng thông báo, một cú ném mạnh cách xa hơn 2 mét, đá đập vỡ lớp thủy tinh bên ngoài bảng, hắn làm tấm áp phích tịch phi phi đang giả nhân giả nghĩa mỉm cười rớt xuống dưới, phá phá tan thành từng mảnh, tùy tay dương lên, kính văng tung tóe. hành vi xe áp phích của tịch phi phi lập tức bị các học sinh truyền ra, đương sự tịch phi phi nghe nói vậy liền cảm thấy mất mặt và ủy khuất, vì thế buổi chiều hôm đó lập tức đi đến ban 19 tìm tạ tùy lý luận, muốn lấy lại công đạo cho mình, sao sao ân hạ hạ vội vã chạy vào phòng học, vừa thở hồng hộc vừa nói với tịch bạch đang làm bài, tạ tùy vừa sách tịch phi phi đến sân thượng, mẹ ôi cậu cũng không thấy hắn nắm chặt tóc của chị ta toàn bộ kéo đi lên tịch bạch đập mạnh cây bút xuống cái gì biểu tình ân hạ hạ kích động tịch phi phi ở trên tay hắn giống như con cá chết căn bản không có đường sống phản kháng trước kia tớ siêu cấp không quen nhìn con trai khi dễ nữ sinh nhưng mà sau chuyện cộng điểm này tớ con mẹ nó nhìn cảnh này cảm thấy sướng gì đâu lúc ấy có rất nhiều người vây xem nhưng không một ai đi lên hỗ trợ Tịch Phi Phi nằm trong tay Tạ Tùy, xem chừng là xong đời, lời còn chưa nói hết, Tịch Bạch đã vội vàng chạy ra phòng học, chạy như điên tới trên sân thượng, sao sao hôm nay không có hoàng hôn, trên bầu trời là những đám mây nặng nề, làm người ta sợ hãi, trên sân thượng, gió lạnh ào ào thổi mạnh, Tịch Bạch chạy lên lầu, lại phát hiện cửa bị người khác khóa trái, cách tấm cửa, cô có thể nghe được tiếng Tịch Phi Phi nói năng lộn xộn và chửi rủa, Tịch Bạch dùng sức vỗ lên cánh cửa vội vàng hô lớn, tạ tùy, mở cửa, bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì, tịch bạch gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không nhận, không thể trần trừ, tịch bạch lại run cầm cập bấm số điện thoại của Tùng Dụ Chu, Tùng Dụ Chu nhìn màn hình di động, lại nhìn một chút vẻ mặt âm trầm của tạ tùy, sợ hắn thật sự làm ra hành động quá khích nào đó, vì thế vô thanh vô tức đi qua, mở cửa, tịch bạch chạy vào, hỏi, tạ tùy đâu, tiểu bạch, chị cậu không có việc gì, đừng lo lắng, tùng dụ chu trần an rồi dẫn cô tới trước mặt tịch phi phi tịch phi phi đứng ở trong một góc bởi vì sợ hãi thân thể nhịn không được lạnh run tạ tùy đứng ở trên bậc thang trước mặt cô ta trong tay cầm một miếng gạch trên cao nhìn xuống tịch phi phi dù cho hắn cái gì cũng không làm nhưng khối gạch đỏ ước lượng mấy cân kia đã đủ để dọa sợ lá gan của tịch phi phi tạ tùy liếc xuống dưới ánh mắt cay nhiệt lạnh lẽo môi mỏng cười như không giọng nói băng lãnh cha mẹ cô có dạy cô chưa không phải của cô thì vĩnh viễn không phải của cô dù cho đoạt được cũng không phải là của cô tịch phi phi hung tợn chừng hắn, hắn sờ sờ gạch trong tay. bọn họ không dạy cô tôi đến dạy cô vậy. Tạ tùy cậu không nên tới. Tịch phi phi bị dọa, ngay cả cổ họng cũng run lập cập. Cậu dám động thủ với tôi, tôi báo nguy tôi sẽ làm cậu một đời ăn cơm tù, cha cậu là tội phạm giết người, cậu cũng vậy, cô ta vừa dứt lời, gạch trong tay tạ tùy đột nhiên bị người khác cướp đi, hắn còn phản ứng kịp tịch bạch nắm viên gạch kia lên ném tới tịch phi phi, gạch không có đụng tới tịch phi phi, chỉ vỡ vụn bên chân cô ta, sợ tới mức nhảy dựng lên, tạ tùy kinh ngạc nhìn tịch bạch một trận gió phất qua, hai bên tóc cô bị mồ hôi thấm ướt, hai má hồng một cách mất tự nhiên, thở hồn hển trong con người đen nhánh bùng lên lửa giận tịch phi phi tôi không cho chị nhắc lại vài chữ đó giọng tịch bạch trầm thấp mang theo uy hiếp vĩnh viễn không cho nói con trai của tội phạm giết người, cô biết rõ cái xưng hô này làm tổn thương tạ tùy, đó là bóng ma không thể xóa nhòa đã trưởng thành cùng với hắn, cũng gần như hủy cả cuộc đời hắn, ánh mắt tịch bạch làm tâm tạ tùy chấn động, chưa từng có ai nói câu nào vì hắn, chưa từng có người che chở hắn, trên người hắn khoác lớp gai, đơn độc chiến đấu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên che ở trước mặt hắn, sẽ là một cô gái mềm yếu như vậy, tạ tùy cảm giác thế giới đóng băng ở đây. Lái lòng đang chậm rãi hòa tan, Tùng Dụ Chu Liếc nhìn Tịch Bạch, lần đầu tiên thấy cô gái này lại thông minh đến vậy, cô đoạt lấy gạch trong tay Tạ Tùy, không khiến hắn thật sự làm Tịch Phi Phi bị thương, đồng thời lại cho Tịch Phi Phi ăn một phát giáo huấn, ít nhất lúc này lá gan của cô ta đã bị bóp nát, hành vi ác liệt hiện tại của Tạ Tùy với Tịch Phi Phi đã triệt để chuyển hóa thành rằng co giữa hai chị em, ít nhất tạ tùy sẽ không bị truy cứu không đợi tạ tùy nói chuyện tịch bạch lớn tiếng nói với tịch phi phi chị mau cút đi tịch phi phi chảy nước mắt chịu nhục nhã hét lớn với tịch bạch tao sẽ không bỏ qua cho bọn bây Chờ đi, vũ khí lớn nhất của tịch Phi Phi chính là năng lực khuấy động dư luận trên Internet. Tùng dụ chu sớm có chuẩn bị, cầm di động đi ra, nói, chúng tôi không hề nhúc nhích động tới một đầu ngón tay của cậu. Tôi quay lại toàn bộ hành trình làm chứng cứ, nếu cậu dám lên mạng nói hưu nói vượn, thì là phỉ báng đó à nha. Tịch Phi Phi lau nước mắt, thở phì phì chạy xuống sân thượng, trên sân thượng, mấy thiếu niên hai mặt nhìn nhau, xô so xô so đầy đầy đều nói có chuyện muốn rời đi đi, rất nhanh, cả sân liền trống trải chỉ còn lại hai người Tạ Tùy và Tịch Bạch, Tịch Bạch quay lưng với hắn, vẫn không quay đầu lại, Tạ Tùy lấy bật lửa ra, răng rắc một tiếng, bật lại tắt, lại bật lại tắt thẳng đến lúc chuông vào lớp vang lên, Tạ Tùy rất không được tự nhiên nói: "Tiểu Bạch, tôi muốn về học." Hắn xoay người làm bộ muốn đi, Tịch Bạch lúc này mới xoay người, thở phì phì đi qua, dùng lực đẩy hắn một chút, khí lực cô rất nhỏ, mềm mại, Tạ Tùy như trước vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mặt cô để cô tùy ý phát tiết tôi biết tôi không nên đối với chị cậu như vậy hắn quyết định nhận sai trước nhưng là do lão tử quá tức giận, tịch bạch tức giận đến ánh mắt đỏ lên, yết hầu cũng ê ẩm, trong tiếng nói mang theo khóc nước nở, cậu căn bản cái gì cũng không biết, tạ tùy nhìn tịch bạch lau nước mắt, tâm xoắn lên, hắn sợ nhất chính là thấy cô khóc, tạ tùy cúi người, tay dừng ở trên vai gầy của cô, liên tục trần an nói, tôi sai rồi, tôi không bao giờ khi dễ cô ta nữa. Lúc ấy tôi bị tức giận làm ngu đi tóm. Lại cậu đừng khóc, tôi giải thích được hay không? Tôi nói áy náy với cô ta, chỉ cần cậu không khóc, kêu tôi làm cái gì cũng được, Tịch Bạch nước nở càng thêm lợi hại. Cô dùng ống tay áo lau nước mắt, hắn cho rằng cô là vì lo lắng cho Tịch Phi Phi nên mới khóc, căn bản không phải. Trời biết giây phút cô nghe được Tạ Tùy đưa Tịch Phi Phi đến sân thượng, thế giới của cô đột nhiên trở nên một mảnh kinh hãi và u ám, ngay cả chính cô cũng không dám dễ dàng làm gì đó với Tịch Phi Phi, Tạ Tùy làm sao dám bệnh tình của tịch phi phi là tờ giấy thông hành giúp chị ta tung hoành làm loạn không bị ngăn cản ở trên thế giới này ai dám trêu chọc chị ta cũng đều sẽ bị cả thế giới phỉ nhổ nhục mạ thậm chí bị buộc lại không chỗ dung thân tịch bạch rất hiểu loại đau thương này gần như có thể hủy diệt một người tạ tùy hắn sao có thể xúc động như vậy một bước vô ý đi sai cả đời đều không thể trốn thoát tạ tùy không biết nên làm gì bây giờ hắn không khống chế được cảm giác dày vò và áy náy trong lòng chỉ có thể hung hăng ôm cô vào trong ngực hai tay rất dùng sức ôm chặt cô hắn sợ mất đi cô lâm vào trong sự kinh hãi vô tận cậu nói một tiếng lão tử có thể từ trên lầu này nhảy xuống chỉ cần cậu hà giận tịch bạch bị hắn ôm đến không thở nổi kịch liệt ho khan lên tạ tùy lập tức buông cô ra nhẹ nhàng vỗ lưng của cô khó chịu còn hơn chết nhẹ không được nặng không được hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ, hắn đau lòng chết đi được, tạ tùy, tôi có thể nêu một cái yêu cầu với cậu không? Tịch Bạch dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt, ngước mắt nhìn hắn, nhìn ánh mắt ướt sũng của cô, đừng nói một cái yêu cầu, mấy trăm nghìn cái yêu cầu hắn đều đáp ứng, ừm hiện tại hắn ngoan giống như con gấu trắng tôi có thể giải thích tôi sẽ đi ngay bây giờ nói xin lỗi cô ta cái gì tôn nghiêm cái gì mặt mũi mấy thứ này ở trước mặt cô vô nghĩa không cần nói xin lỗi tịch bạch kéo góc áo tạ tùy tôi không phải muốn nói cái này tạ tùy khó hiểu nhìn cô lại nghe cô khàn khàn từ từ nói về sau lúc cậu không khống chế được tính tình thì trước khi làm bất cứ chuyện gì hỏi chính mình một vấn đề tạ tùy nhíu mày vấn đề gì tịch bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt nặng nề trầm thấp nói người đó liệu có đáng giá để cậu đánh đổi cả quãng đời còn lại để chuộc tội hay không Editor, Jin Suan buổi chiều, tiết toán số làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, tạ tùy chống cùi trỏ lên ghế, ánh mắt lượn ra cây ngô đồng giống pháp ngoài cửa sổ, không biết tên chim chóc nào gào to xẹt qua, bóng cây rung rinh, hắn dùng đầu ngón tay linh hoạt quay nhanh cây bút màu đen, đôi mắt tựa như không có tiêu điểm, bút rớt lên trên bàn, hắn thuận tay lấy di động ra, soạn một cái tin nhắn, tiểu bạch trước kia chúng ta thật sự không quen nhau, soạn xong, hắn suy nghĩ một lát lại xóa bỏ không đầu không đuôi giống người bị bệnh thần kinh tạ tùy xác định trong quá khứ mình không biết tịch bạch cũng không biết vì sao cô giống như còn hiểu rõ hắn hơn chính bản thân hắn có lẽ ở kiếp trước hai người có duyên phận nói không chừng cô đúng là tiểu tình nhân của mình bằng không tại sao lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô hắn liền không thể dứt ra được mỗi đêm đều ở đây nghĩ tùy thời tùy khắc đều ở đây nghĩ nghĩ muốn cô Nghĩ đến nhanh mất mạng, tạ tùy lần nữa phấn chấn tinh thần, xóa mấy chữ này rồi tiếp tục gõ chữ, tiểu bạch tôi sẽ nghe lời của cậu, nhấn gửi đi, còn có chút khẩn trương nho nhỏ, vốn cho rằng tiểu tình nhân của hắn sẽ không nhắn lại, nhưng cái tin nhắn đó vừa mới gửi đi không quá nửa phút, di động lại rung lên, tạ tùy cũng rung theo, trái tim hắn bang bang đập loạn, đầu ngón tay mở màn hình di động, tịch bạch trả lời rất ngắn gọn, nghiêm túc nghe giảng bài, tạ tùy cong cong khóe miệng, nghe lời buông di động xuống, từ trong hộc bàn lấy ra một cuốn sổ mới tinh, đặt ngay ngắn chỉnh tề trên mặt bàn, sau đó nâng quai hàm bắt đầu nghe giảng bài, thầy giáo dạy toán ở trên bục giảng hàm số lượng giác, hắn nhìn những cái đường vòng cung, đồ thị kia, cảm giác như đang nghe thiên thư, ngáp một cái, lấy lại tinh thần, kiên nhẫn nghe tiếp, phía sau, tương trọng ninh khều khều tùng dụ chu, thấp giọng nói, này, cậu nói xem có phải là tùy ca đang nghe giảng không? tùng dụ chu nhìn tạ tùy tầm mắt của hắn di chuyển theo thân hình của thầy giáo tớ cảm thấy hắn có thể là đang lên kế hoạch làm sao để đánh thầy một trận sao sao tạ tùy nghe lời tịch bạch nói không hề đi gây sự với Tịch Phi Phi, cũng không có tìm trường học bàn cãi, Tịch Bạch nói mình có biện pháp giải quyết chuyện này, hắn không cần nhúng tay, tạ tùy tin tưởng Tịch Bạch có thể có biện pháp, nhưng hắn biết, tài cán duy nhất bây giờ của hắn chính là ngoan ngoãn nghe lời của cô, không cần lại gây họa cho cô. 7 giờ tối, màn đêm chậm rãi phủ xuống, trên bầu trời lất phất mưa rơi, sân thể dục mấy nam sinh đánh bóng rổ xong, khoác áo khoác chuẩn bị rời khỏi trường, lúc đi ngang qua chỗ đậu xe, Tạ Tùy Thoáng nhìn thấy chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc kia lẻ loi đứng tại dãy. Vị trí thứ hai, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn bốn phía, không còn nhiều học sinh ở lại trong trường học, tòa nhà đèn đuốc sáng trưng bên đó là ký túc xá cho học sinh ở lại trường buổi tối, cô còn không chưa rời đi sao? Sao vậy? tùng dụ chu thấy tạ tùy dừng bước lại không hiểu hỏi quên đồ tạ tùy thuận miệng ừ các cậu đi về trước đi tôi còn có việc được cậu cũng đừng về muộn quá tạ tùy xoay người chạy lên lầu ba đi đến cửa phòng học ban một trong phòng học thưa thớt có mấy học sinh đang tự học buổi tối nhưng không thấy bóng dáng của cô bàn cô cũng trống rỗng không ở phòng học tạ tùy tìm khá lâu không gặp được người muốn gặp đi bộ ra khỏi tòa nhà vừa vặn nhìn cửa hội trường đối diện cô gái cõng đạn đàn violoncello cồng cành, chậm rãi đi vào, hắn cười nhẹ, tăng tốc độ đi nhanh qua, hội trường không một bóng người, trong hành lang từng hàng đèn được bật, hắn tới gần, dần dần sáng sủa tạ tùy nghe được bên trong truyền ra tiếng đàn violoncello trầm thấp nước nở, hắn chậm rãi đi qua, đứng bên cửa, nhìn vào hội trường trống trải và NBSP, cô nàng mặc áo lông trắng cao cổ, hai chân tách ra ngồi ở chính giữa sân khấu. Đàn violoncello đặt vào giữa hai chân cô, cô cúi đầu, đắm chìm trong điệu nhạc của mình, giai điệu phảng phất tràn đầy những tia nắng ấm áp, cô dùng một loại tự thuật ngữ điệu, miêu tả về sinh và tử, về yêu tốt đẹp, về luân hồi và câu chuyện hy vọng, làn điệu bình tĩnh an yên, lại cất giấu ba phần than thờ và gợn sóng, tạ tùy ôm cánh tay dựa lên cánh cửa, ngắm nhìn cô. Gương mặt cô ửng hồng, nhắm chặt mắt, lông mi dài và dày, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân. Lúc này, cô thật là đẹp đến chấn động lòng hắn. Mỗi một tế bào trong tạ tùy, giống như bị từng giai điệu ở đây của cô làm run rẩy thẳng đến lúc chấm dứt. Tịch bạch chậm rãi mở mắt ra, chạm vào mắt của tạ tùy vài giây. Một đôi mắt sáng quắc và đào hoa ẩn giấu dưới làn mi ngắn ngủn kia của hắn lóe lên ánh sáng. Ánh mắt chuyên chú như vậy, thiếu đi vài phần ngả ngớn có nhiều thu liễm và cẩn thận hơn, Tịch Bạch không biết tại sao Tạ Tùy lại xuất hiện ở nơi này, càng không biết hắn đã đứng bao lâu, cô Cổ cõng đàn viola cello chuẩn bị rời đi, Tạ Tùy che trước cửa, ngăn cô lại, cậu ở nơi này làm gì? Tịch Bạch nói, vậy cậu lại đang làm gì ở đây? Tạ Tùy nhìn bốn phía, thuận miệng nói, tôi đang xem cậu kéo đàn, vì thế Tịch Bạch cũng thuận theo nói, tôi đang kéo đàn, lúc cô ra cửa, Tạ Tùy giữ chặt khuỷu tay của cô, lớn tiếng nói nói, có ý gì sao, tịch bạch cúi đầu, không nói một lời, tiểu bạch cậu đang làm chuyện xấu, giọng nói hắn nhàn nhạt, khàn khàn lại gợi cảm, tịch bạch bối rối, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt hắn. Giơ lên, giặt rào tò mò nhìn cô kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô tôi có thể làm chuyện gì xấu. Tịch Bạch nói, cậu không có chứng cớ, chớ nói lung tung, tạ tùy huyết sáo nhẹ, hắn nhận ra được cô đang khẩn trương, cô bé này quả nhiên không đơn giản, trong ánh mắt vô hại kia đôi lúc lộ ra mũi nhọn, cô sẽ không dễ dàng nhận thua hay đầu hàng, tạ tùy suy đoán nói, ngày mai sẽ là trực tiếp thăm hỏi tịch Phi Phi, hôm nay cậu tới hội trường, rất kỳ quái, tịch Bạch lớn tiếng nói, tạ tùy cậu không cần quản chuyện của tôi, tôi không cần quản chuyện của cậu. Tạ Tùy nghiến răng nói lại những lời này, sắc mặt cũng đen xuống, khiêu khích tôi càng muốn quản Tịch Bạch nói, cậu không quản được, Tạ Tùy kéo cổ tay cô, nặng nề đặt cô trên tường, đàn violoncello cello phát ra một tiếng vang thấp như là đang trách cứ hắn thô lỗ, cậu đụng trúng đàn của tôi. Tịch bạch dùng rằng, lại vô lực tránh hắn, cậu buông ra, tạ tùy biết cô xem đàn violon cello như bảo bối, cười lạnh nói, đụng chúng đàn của cậu, tôi nói xin lỗi với nó được không, cậu đừng có không phân rõ phải trái như vậy, bây giờ, cậu mới biết sao, lão tử không phân rõ phải trái, tạ tùy kéo cây đàn của cô xuống, vững vàng đặt và NBSP, trên vai mình, sau đó nhéo nhéo mũi cô, mặc kệ cậu có âm mưu dúng động trời đất gì, đều phải nói nói cho lão tử một cái, Tịch Bạch thật sự bị hắn làm cho tức giận đến muốn cười, giải thích nào có âm mưu trời đất gì, tôi chỉ là lại đây kéo đàn mà thôi, có quỷ mới tin cậu. Tạ tùy chịu đựng nói, đừng nói nhảm nữa nói mau không thì đợi một hồi bảo vệ tới hai ta đều không đi được tịch bạch thấy không thoát khỏi được đành phải nói cậu trả đàn cho tôi trước chúng ta vừa đi vừa nói chuyện tôi không có cướp đàn của cậu gấp cái gì tịch bạch không lay chuyển được hắn biết người này hôm nay quấn lấy cô thế nào cũng phải moi ra chút gì đó từ trong miệng cô bằng không sẽ không để yên sống lại một lần nếu tịch bạch có cái gì tiến bộ thì đó chính là cô trở nên lý trí hơn có một số việc cô có thể làm làm. nhưng Tạ Tùy không thể làm cho hắn dính đến việc này hậu quả cô không chịu được Tạ Tùy cùng cô đi đến chỗ đậu xe tịch bạch đẩy xe đạp ra vẫn là câu nói kia đưa đàn cho tôi đi cậu còn chưa nói cậu chuẩn bị làm gì vậy thì cậu ghé sát lại đây tôi nhỏ giọng nói cho cậu biết Tạ Tùy ngoan ngoãn cúi xuống để sát đầu vào tịch bạch hửm, tôi chuẩn bị cô thừa dịp hắn không chú ý vỗ lên chán của hắn một tay đẩy hắn ra tôi chuẩn bị chạy tịch bạch ngồi lên xe đạp, đạp mạnh xuống bàn đạp, chạy như bay mà đi, tạ tùy xoa xoa chán của bản thân, chán còn lưu lại xúc cảm ấm áp của thiếu nữ, hắn nhìn bộ. Dáng cô chạy trối chết, khóe miệng có hơi cong lên, cất giọng nói, này, từ bỏ đàn, từ bỏ, không cần thì lão tử ném vậy, tịch bạch quay đầu hô to, không được, tạ tùy lấy hộp đàn violoncello cello sau lưng xuống, vỗ vỗ, đại gia tôi đùa giỡn thôi, thật ra chính hắn cũng không có phát hiện, khóe miệng mình dần dần nhuộm đầy ý cười, sao sao phòng quyền anh, tùng dụ chu nhìn thấy tạ tùy đi vào phòng thay quần áo, trên vai đeo một hộp đàn cồng cành, cảm thấy hứng thú, trên lưng cậu là cái gì thế, tương trọng ninh nói, lớn như vậy, nhất định là dao, dao em gái cậu, nhà cậu dùng dao lớn như vậy sao, rõ ràng là hộp kho báu, tùng dụ chu tò mò, bước lại sờ, bị tạ tùy đẩy tay ra, đừng chạm. Đụng hỏng bây giờ, coi như bảo bối, rốt cuộc là cái gì, đàn Violoncello, tạ tùy cẩn thận từng ly từng tí đặt đàn xuống, ôm vào trong lòng, nhìn giống như người mẹ đang âu yếm bồng con mình, Tùng Dụ Chu lập tức hiểu rõ, trên mặt mang ý vị thâm trường cười, tùy ca, được nha, đàn Violoncello mà người ta cũng giao cho cậu, ha ha, đưa tín vật đính ước, tương trọng ninh nói, được lắm, tịch tiểu bạch vô cùng trân trọng đàn này, tùy ca lại có thể đem về nhất định là tùy ca hung ác cướp đi chờ xem đợi một hồi ra ngoài nhất định có thể thấy tịch tiểu bạch khóc sứt mướt đến đây đòi đàn tạ tùy sung sướng nói cậu ấy cho tôi không phải cướp không phải đâu đàn này là bảo bối của tịch tiểu bạch đó cậu ấy sao có thể tùy tiện cho cậu lời này nhắc nhở tạ tùy tịch bạch thật sự rất yêu quý đàn violoncello này cô có thể yên tâm đưa cho hắn bảo quản đây không phải là chứng minh rằng cô tín nhiệm hắn nhớ tới đây tâm tình tạ tùy lại sung sướng tương trọng ninh nhìn trên mặt Tạ Tùy hiện lên nụ cười hạnh phúc, khóe miệng co rút một chút, cảm thấy trạng thái hiện tại này của hắn mà lên đài, đoán chừng ai nhìn thấy đều sẽ muốn đánh hắn. Sao sao Tịch Bạch đi vào sân, nhìn thấy Tịch Phi Phi đang trên ban công tầng 2 im lặng nhớ lời kịch bản của mình, vào cuộc thăm hỏi trực tiếp ngày mai, người dẫn chương trình sẽ hỏi vài vấn đề, câu trả lời tiêu chuẩn, chị ta cũng đã chuẩn bị xong. Mục đích lần này, thứ nhất là tuyên truyền Tịch Phi Phi tự mình cố gắng thắng được giải thưởng cộng điểm thi đại học thứ hai là tiến hành làm sáng tỏ tin đồn không thật trên mạng internet trong khoảng thời gian trước trên ban công ảnh hậu đạt giải oscar đang lau nước mắt khóc không thành tiếng khóc sụt sùi nói là khoảng thời gian trước bởi vì thân thể lâm bệnh trạng thái không tốt không khống chế được cảm xúc mới có thể làm ra chuyện sai trái như vậy còn muốn giải thích với em gái mình hy vọng em gái không trách cứ đây là lần đầu tiên tịch phi phi giải Thích. với tịch bạch nhưng mà trên thực tế cùng lắm chỉ là một bộ mặt diễn kịch của chị ta mà thôi tịch phi phi cũng nhìn thấy tịch bạch hai người xa xa nhìn nhau tịch phi phi nâng cầm khiêu khích mỉm cười tịch bạch dừng xe đạp im lặng vào phòng cô sẽ không lại cho tịch phi phi bất cứ cơ hội nào là chị ta bất nghĩa trước không nên trách cô hủy diệt hết thảy mọi thứ mà chị ta có được buổi tối lúc ăn cơm tịch bạch có vẻ thật im lặng ăn rồi liền trở về phòng cha mẹ theo thường lệ quan tâm tịch phi phi ngày mai chuẩn bị như thế nào, tịch phi phi nói bản thảo đều đã học thuộc lòng, việc này đối với cô ta mà nói, là hạ bút thành văn thoải mái, dù cho không có kịch bản thì bàn về bản lĩnh ra vẻ nghiêm trang nói hưu nói vượn, tịch phi phi nhận số 2 không ai dám nhận số 1, 10 giờ đêm, tịch bạch đang làm bài tập nhớ tới đàn violon cello của mình, không biết tên tạ tùy kia sẽ thô bạo đối đãi với cây đàn ra sao, có chút lo lắng cô nhắn tin cho Tạ Tùy đàn tôi đâu Tạ Tùy gửi cho cô một tấm ảnh chụp đàn violon cello đoan đoan chính chính đặt trên góc trái giường hắn tịch bạch cậu thả nó trên giường làm gì để nó ngủ cùng với tôi tịch bạch không nói gì nhanh chóng nhắn tiếp giường nhỏ như vậy cậu ngủ như thế nào lật người một cái liền đè ép nó đừng đặt trên giường dựa vào tường là được rồi Tạ Tùy nhìn chung quanh căn phòng nhỏ hắn thuê được xây bằng xi măng cũng không tính là quá sạch sẽ, trên bàn ngã trái ngã phải bầy chai bia và tàn thuốc, giường là nói duy nhất sạch sẽ, hắn trả lời, không có việc gì, tôi sẽ không đè nặng nó, sao sao tịch bạch và tạ tùy hàn huyên vài câu, liền nói muốn ngủ, vội vàng nói ngủ ngon, chấm dứt chuyện phiếm, không phải vì cái gì khác mà là cô không muốn bị tạ tùy truy vấn nguyên nhân hôm nay đi hội trường, tịch bạch có kế hoạch của riêng mình, nhưng cô không muốn làm bất kỳ ai dính vào, nhất là tạ tùy, tịch bạch hy vọng hắn có thể an ổn trôi chảy vượt qua cả đời này, nên đến đều sẽ đến, nhưng đều sẽ qua đi. Quan trọng nhất là lựa chọn bây giờ của cô tắt đèn, bóng đêm tựa như mãnh thú tràn vào phòng, dần dần, ánh sáng đèn đường ảm đạm ngoài cửa sổ xuyên thấu qua song cửa sổ yếu ớt hắt vào vách tường, tạ tùy gối cánh tay, nằm thẳng trên giường đơn, đầu ngón tay chạm vào thân đàn violon cello, nhẹ nhàng gõ hai tiếng, chiếc hộp phát ra âm thanh nặng nề, trong ban đêm yên tâm tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng đuổi đi con dã thú cô độc ở ẩn trong lòng hắn hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại tâm tình bình thản sáng sớm ngày thứ hai tạ tùy tới trường học hắn biết có chút chuyện tịch bạch sẽ không tự nói với mình hắn sẽ không miễn cưỡng cô nói nhưng hắn có thể tự mình đi điều tra sáng ngày đông bầu trời còn như bức tranh đêm lấm tấm những vì sao nhỏ hội trường đã được lao công mở ra bởi vì hôm nay có phỏng vấn trực tiếp cho nên nhóm lao công sẽ tiến hành vệ sinh toàn diện lúc tạ tùy đi vào bên trong cũng không có người hắn tùy ý chạy vài vòng quanh cầu thang không và nbsp phát hiện bất kỳ dị thường nào lại đi đến trên sân khấu bốn phía kiểm tra qua như trước không có thu hoạch tạ tùy ngáp một cái cảm giác mình rất ngốc sáng sớm không ngủ lại chạy đến nơi đây bắt trước làm, cô nan, có lẽ cô không nói dối, là hắn suy nghĩ nhiều quá, trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, cửa sau hội trường vô thanh vô tức mở ra, tạ tùy vội vàng nghiêng người trốn ở chỗ âm u, chỉ thấy tịch bạch mặc quần áo lông nhung, chạy vào, tạ tùy từ một nơi bí mật gần đó quan sát cô, cô rất cẩn thận phòng bị, còn mang khẩu trang màu đen, che quá nửa khuôn mặt, nếu không phải tạ tùy quen thuộc với thân hình tịch bạch thì người ngoài ngoài cũng khó lòng nhận ra cô ăn mặc thành như vậy quả nhiên là muốn làm chuyện gì đó Tịch Bạch quét mắt nhìn hội trường trống trải, sau đó lập tức bước lên cầu thang tới góc bên trái tầng 2, vì là góc chết, Tạ Tùy không biết cô đang làm gì, cô ở đó ước chừng 10 phút rồi rời khỏi, xác định cô gái đã đi xa, Tạ Tùy đi lên cầu thang mà cô vừa mới xuống, đi tới tầng 2, tầng 2 có đại khái 3 4 cái ghế dài, Tạ Tùy không chớp mắt nhìn góc hẻo lánh, phát hiện ra một cái thiết bị máy chiếu mini, máy chiếu nhỏ hơn bàn tay chút, nguồn điện đã cắm, có thể điều khiển qua Bluetooth, tạ tùy hạ thấp người, tò mò nhấn nút chiếu, trên vách tường đối diện xuất hiện hình ảnh, chính là video cắt nối biên tập màn trình diễn ngày ấy, kèm theo tiếng cao vút phấn chấn của đàn violon cello, tịch phi phi đứng ở giữa sân khấu, chật vật mà xấu hổ, mặc dù là đoạn video ngắn, cũng có thể cảm nhận được tiếng đàn lúc đó vô cùng mãnh liệt, làm lòng người sụp sôi, tất cả vỗ tay cùng la hét, đều là thuộc về một mình tịch bạch, vinh quang cũng là thuộc thuộc về cô, tạ tùy nghiêm túc nhìn, hắn hiểu cô muốn làm gì, cô muốn dùng đoạn video này, giành lại thứ nên thuộc về mình, cho dù không giành lại được, cô cũng muốn cho mọi người biết rõ chân tướng, nhà đầu kia, vì cái này, cô nghĩ Đức Tân Cao Trung ngốc sao, hơn nữa, chỉ là một cái video thi đấu như vậy, căn bản không chứng minh được điều gì, người xem cần chứng cứ trực quan hơn, tạ tùy trầm ngâm một lát, nghĩ đến một ý kiến hay, hắn muốn giúp cô một tay, triệt để nghiền chết tịch phi phi ha một lần chơi lớn xem tịch phi phi có trầm trồ sao sao tịch bạch là lần đầu tiên làm chuyện thế này trong lòng vô cùng thấp thỏm lên lớp cũng không có cách nào tập trung chú ý trong đầu ảo tưởng đủ loại tình trạng phát sinh ngoài ý muốn, nếu như cái thiết bị chiếu giấu ở chỗ tối kia bị người khác phát hiện lấy đi, hay hoặc là xuất hiện trục trặc tịch bạch không phải là người chuyên dùng tâm cơ trả thù người khác, trùng sinh trở về, cô đối với chuyện cần làm thật ra không có kế hoạch, chỉ là đi một bước xem một bước mà thôi, sự kiện cộng điểm lần này là tịch phi phi sẽ bỏ hứa hẹn trước đây, tịch bạch cũng không có ý định nuốt xuống cơn tức này, cô nghĩ đến biện pháp trực tiếp có khả năng nhất, chính là để mọi người người ở đây bao gồm lãnh đạo bộ giáo dục và bạn trên mạng tỉ mỉ xem minh bạch tài năng và vinh quang đến tột cùng là thuộc về ai cô biết kế hoạch của mình cũng không quá thông minh nhưng cô muốn đánh trả một chút Buổi chiều, chương trình bắt đầu, Tịch Bạch và các học sinh cùng đi vào hội trường, cô cố ý ngồi ở dưới tầng 2 lấy vị trí, phương tiện di động tiến hành điều khiển bluetooth, không nghĩ đến cô vừa đặt chân xuống, liền có người trống lên ghế dựa, từ hàng sau phóng lên, trực tiếp ngồi bên cạnh cô Tịch Bạch kinh ngạc nghiêng đầu, trông thấy gò má xinh đẹp của Tạ Tùy, vài sợi tóc rũ trên trán, mang theo vài phần ủ rũ hắn bắt chéo hai chân cánh tay mệt mỏi đặt ở rìa ghế tịch bạch tư thế này rất giống như đang ôm bờ vai cô sao cậu lại tới đây Cô kinh ngạc tạ tùy giọng điệu châm chọc nói, sang đây xem thăm hỏi, gột rửa linh hồn, tịch bạch lo lắng nhìn lên tầng 2, thản nhiên nói, xế chiều hôm nay không lên lớp, cậu có thể ra khỏi trường, xem cái gì thăm hỏi, tạ tùy giọng vẫn khinh bỉ như trước nói, cậu còn biết xế chiều hôm nay tôi không lên lớp, tịch bạch không muốn tạ tùy tham dự trong chuyện này, cô cúi đầu nhìn giày thể thao của mình, không chút để ý nói, thật rất nhàm chán, tôi liền thích làm chuyện nhàm chán, tịch bạch nghĩ 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 còn nói vậy cậu ngồi vào phía trước đi tại sao đợi một hồi sẽ có rất nhiều người ngồi cùng lão tử làm cậu mất mặt hàm răng trắng nõn của tịch bạch cắn cắn môi dưới ừ làm tôi mất mặt nên cậu đi nhanh đi biểu tình tạ tùy dần dần chìm xuống đáy mắt tối đen ẩn ẩn khó chịu được lão tử đi hắn đứng lên đi ra, nhưng không có rời đi, mà là lập tức lên lầu 2, tịch bạch thật sự hoảng hốt, không biết tạ tùy này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn biết, không, hắn không có khả năng biết, chắc là trùng hợp mà thôi, nhưng nếu như bị hắn phát hiện thì nên làm cái gì bây giờ, bộ dáng tịch bạch chân tay luống cuống bị tạ tùy thu hết vào đáy mắt, khuỷu tay hắn chống lên lan can, đứng ở trên lầu 2, cùng cô xa xa nhìn nhau, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, tịch bạch chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, trái tim không ngừng đập loạn, nếu tạ tùy tham dự vào. Nên làm gì đây, sẽ phát sinh chuyện gì, trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại, đúng lúc này, ngọn đèn xung quanh đều tối đi, MC đã đi lên đài, tuyên bố, tiết mục bắt đầu, rất nhanh, tịch phi phi cũng được mời lên sân khấu, ngồi trên sofa, thân thiết hàn huyên trao đổi với MC, hiện tại, tịch bạch và NBSP, nghe không vào thứ gì, cô thường thường ngẩng đầu, tạ tùy như trước đứng ở trên lầu 2, nhìn thẳng ngay sân khấu phía trước, ánh sáng. Ánh studio chiếu trên gương mặt hắn càng phát ra vẻ sắc bén, đôi mắt âm u. Hắn đứng ở vị trí thật mẫn cảm. Nếu Tịch Bạch thật sự mở máy chiếu, Tạ Tùy tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó trường học nhất định gây sự với hắn. Bây giờ đang tiến hành truyền hình trực tiếp, danh dự của Tịch Phi Phi và danh dự của trường học là buộc cùng một chỗ. Tịch Bạch hạ quyết tâm làm chuyện này, mọi hậu quả đều không sợ. Nhưng nếu Tạ Tùy tham dự chuyện này, cô liền không thể không thận trọng suy tính, vì vạn ngã tịch phi phi, đoạt lại điểm cộng thi đại học, cô sẽ phải liên lụy tạ tùy, tịch bạch lặng lẽ, giấu điện thoại di động vào trong ba lô, bỏ, chỉ có thể vứt bỏ, cô tuyệt đối sẽ không làm nửa điểm không tốt tới tạ tùy, cho dù hắn cái gì cũng không biết, trên đài, MC mỉm cười hỏi tịch phi phi, phi phi, nghe nói em thi đấu biểu diễn lấy được hạng nhất, thi đại học được cộng thêm ước chừng 10 điểm, có chuyện này sao, tịch phi phi nói, đúng là có chuyện như vậy, vũ đạo lúc ấy của em được giám khảo nhất trí tán thành, ở đây, em muốn đặc biệt cảm ơn giám khảo, cảm ơn thầy Lạc Thanh cho em cơ hội, còn có người nhà, là bọn họ vẫn luôn ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ em, để em đi đến hôm nay, không có bọn họ, khả năng em đã sớm bỏ cuộc, cô lại vừa nói vừa bắt đầu lau nước mắt, kỹ xảo biểu diễn, tịch phi phi tuyệt đối là Oscar ảnh hậu, nghe cô than thở khóc lóc kể, hiện trường cũng có không nữ sinh mù quáng theo, MC truyền tới đề tài khác tôi còn nghe bạn học nói lần tranh tài này có xảy ra một chút việc nhỏ ngoài ý muốn giống như trước lúc thi đấu đàn violoncello của em gái bị mất phi phi vô cùng lo lắng giúp em mình nơi nơi tìm kiếm phi phi có thể nói cụ thể cho chúng tôi nghe một chút không ách có chuyện như vậy Tịch Phi Phi mỉm cười nói, cũng không có gì quá lớn, đàn cello hẳn là bị đối thủ cạnh tranh không có ý tốt trộm đi, nhưng mà sau này lại tìm được, em cũng không muốn nhắc tới chuyện này, chung quy mọi người đều là bạn học với nhau, ai cũng sẽ phạm sai lầm, em không muốn truy cứu, Phi Phi thật đúng là rộng lượng, thời gian một giây một phút trôi qua, tịch bạch đặt di động chặt chẽ trong túi, không có lấy ra, chương trình đã đi được 2 phần 3, tạ tùy kinh ngạc nhìn tịch bạch làm động tác tay với cô tựa hồ là đang thúc giục gấp rút gì đó hắn quả nhiên là biết khó trách hắn lại trực tiếp chạy đến tầng hai xem người này tịch bạch giả vờ không thấy các loại ám chỉ của tạ tùy tạ tùy không thể trần trừ lấy di động gửi tin nhắn cho cô cậu còn chờ cái gì tịch bạch trả lời hắn tôi không có chờ gì cả làm không phải đều đã chuẩn bị xong rồi sao thả đi tạ tùy chuyện này dừng ở đây vì sao tạ tùy cúi đầu nhìn tịch bạch trong mắt cô một mảnh bình thản nhưng cái đó không phải là mềm lòng mà là một loại khó có thể cân nhắc nhẫn nại tại sao Tạ tùy không buông tha, đều đã chuẩn bị xong, vì sao buông tay, tịch bạch bị hắn làm cho có chút phiền lòng, nếu không phải lòng hiếu kỳ của hắn nặng như vậy, tất cả đều hẳn là dựa theo kế hoạch tiến hành, hắn còn không biết xấu hổ ở trong này chất vấn cô, tạ tùy, bây giờ cậu rời khỏi chỗ đó, tôi lập tức thả video, cô thở phì phì gửi tin nhắn này đi, không quá mấy giây lại bị cô thu hồi về, tịch bạch biết mình nói lỡ miệng, cho nên tranh thủ thu hồi, ngẩng đầu nhìn tạ tạ tùy, ánh mắt tạ tùy từ màn hình di động rời lên, tốt tâm nhìn cô tịch bạch trong đầu lộp bộp một chút, xong, hắn thấy được tạ tùy sở dĩ đứng ở nơi đó là vì muốn đem mọi chuyện ôm vào người mình, để cô an toàn, nhưng tạ tùy hoàn toàn không hề nghĩ đến, tịch bạch sẽ bởi vì hắn mà buông tay toàn bộ kế hoạch trong lòng vừa ngọt lại vừa khổ, hắn bất chấp, xoay người nhặt máy chiếu mini góc bên cạnh lên, trực tiếp tiến hành thao tác, nhấn nút truyền phát, tịch bạch vội vã đứng lên, chen lấn vượt qua một loạt thân hình, chạy tới tầng 2, có thầy giáo duy trì kỷ luật ngăn cô lại, bắt cô trở lại vị trí của mình, không được ảnh hưởng tới tiết mục trực tiếp, đúng lúc này, trên vách tường đen, đột nhiên phóng ra một màn hình tựa như chiếu phim điện ảnh, hiện trường sao động lên, không ít học sinh bị hình ảnh trên tường hấp dẫn chú ý, nghị luận ầm ĩ, trong studio, Tịch Phi Phi đứng dậy, con mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn hình chiếu trên tường, con ngươi Tịch Bạch co rút mạnh lại, đó cũng không phải là đoạn video thi đấu cô chuẩn bị mà là là hình ảnh video tịch phi phi trộm đàn mặc dù camera cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra người ôm đàn lén lút bước ra từ phòng luyện tập trong hình hiển nhiên là tịch phi phi video cắt nối biên tập thành vài đoạn đều là hình ảnh được chụp từ các camera khác nhau nối liền lại có thể nhìn được tịch phi phi trộm đàn đi ra khỏi phòng luyện tập ngang qua vườn hoa không người đi tới núi sau trường học đoạn video này so với đoạn video thi đấu trước đó tịch bạch định phát càng dã man hơn đủ để đặt tịch phi phi vào tình thế hoàn toàn không thể cứu vãn càng quan trọng hơn là nội dung đoạn video này có quan hệ không lớn với tịch bạch chỉ cần cô không chủ động thừa nhận không ai sẽ hoài nghi sự kiện lần này là do cô chủ mưu tịch bạch khó có thể tin quay đầu lại cách đó không xa tạ tùy cầm máy chiếu mini xa xa nhìn cô tịch bạch hiểu được đáy mắt hàm xúc ý tứ của hắn hắn đổi mới nội dung video hơn nữa chuẩn bị bị ôm tất cả đến trên người mình. Editor, Jin XUAN 10 phút trước vừa mới nói tới chuyện mất đàn, mà 10 phút sau, video tịch phi phi lén lút trộm đàn từ phòng tập luyện lại hiện rõ, các học sinh nhốn nháo phản ứng, thế nhưng người trộm đàn chính là cô ta, đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao đường tuyên kỳ lúc trước tự dưng bị vu oan trộm đàn thấy vậy liền đứng lên cao giọng hô hóa ra thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng khó trách đàn vừa mới mất cậu đã chạy đến văn phòng để bôi đen tôi còn muốn hãm hại tôi bạn học xung quanh lập tức hỏi đường tuyên kỳ rốt cuộc là thế nào, đường tuyên kỳ liền nói ra chuyện tịch phi phi khi đó tự dưng vù khống cô trộm đàn, còn ấn đầu cô bắt nói xin lỗi, thậm chí uy hiếp nếu cô không xin lỗi, sẽ bóc phốt cô trên mạng internet, kích động fan tấn công cô, để cô biến thành an khả nhu thứ hai các học sinh nhìn về phía đại sảnh nơi tịch phi phi đang đứng không khỏi chảy mồ hôi lạnh cảm thấy cô ta quả thực không khác gì một ma nữ mặt dữ tợn đáng sợ mặt tịch phi phi hoàn toàn trắng bệch khi thì nhìn nhìn người mc khi thì lại xem video trên tường thân thể nhịn không được run rẩy không ngừng tên lừa đảo tâm địa này thật đáng sợ mẹ con ơi đây mà là nữ thần thánh thiện sao là ma quỷ mới đúng trời ạ, à, tình thế hôm nay đảo ngược, lão từ tâm phục khẩu phục. Chấm chấm chấm, các học sinh chụm đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, dù MC có năng lực ứng biến rất tốt thì cũng bị sự cố đột ngột này làm cả kinh nói không nên lời. Các lãnh đạo bộ giáo dục dưới sân khấu phản ứng chậm nửa nhịp hơn so với học sinh, nhưng sau khi xem rõ sự tình liền dồn dập đứng dậy, trầm mặt đi ra khỏi hội trường hiệu trưởng Trần vội vàng đuổi theo, ngài lưu, ngài lưu, ngài đừng nóng giận, có hiểu lầm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đây chính là học sinh ngoan mà trường học các ông bồi dưỡng được. Không, 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 bên trong khẳng định có hiểu lầm. Ngài lưu, ngài nghe tôi giải thích. Không cần giải thích trò khôi hài rừng ở đây. Các lãnh đạo đồng loạt phẩy tay áo bỏ đi tịch phi phi nhìn các học sinh dưới thính phòng thần sắc bọn họ khác nhau có tức giận cũng có đồng tình càng có phần đông quần chúng qua đường xem kịch vui cô biết xong tất cả đều xong cuối cùng cô nhìn thấy tịch bạch đứng đằng xa mặt tịch bạch không thay đổi chăm chú nhìn cô giống như người thẩm phán tịch phi phi rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong khoảng thời gian này tịch bạch lại bình tĩnh như vậy ẩn nhẫn không phát cô liền biết liền biết nó không có ý tốt lành gì hóa ra là chờ cô đâm đầu vào tịch phi phi chậm rãi đứng lên cảm giác bầu trời quanh mình xoay chuyển điên cuồng phút chốc cô té xỉu studio lập tức loạn hết cả lên, MC sợ tới mức la to, lập tức kêu người xung quanh gọi xe cứu thương 120. Tịch Bạch không hề dừng lại, ba hai bước chạy ra hội trường, vừa lúc gặp được người khởi sướng tạ tùy bị hai bảo vệ kéo từ lầu hai xuống. Bảo vệ khống chế tay hắn, lại bị hắn không kiên nhẫn hất ra. Hắn vẫn bất cần như trước, rất không khách khí nói, đừng chạm vào lão tử, tự đi được đi ngang qua bên người tịch bạch sắc mặt tạ tùy nhu hòa hơn chút hắn nhấp đôi môi khô ném cho cô một ánh mắt yên tâm tịch bạch muốn giải thích nhưng cô không biết phải nói với ai hiện trường cũng đã lộn xộn xe cứu thương bác sĩ y tá còn có tổ chức sơ tán học sinh thầy cô giáo gọi điện thoại cầu tình với lãnh đạo trong cục tịch bạch trơ mắt nhìn tạ tùy bị bảo vệ mang ra ngoài cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cô vốn chỉ chuẩn bị video biểu diễn đoạn video này tuy rằng có thể sáng tỏ lời nói dối của tịch phi phi nhưng lại không đến mức dồn chị ta vào chỗ chết tạ tùy đột nhiên chặn ngang một cước thay thế bằng video tịch phi phi trộm đàn như vậy tương đương với việc làm lộ ra phẩm hạnh thấp kém của tịch phi phi và việc đức tân cao trung bao che dung túng chị ta phạm sai lầm đồng thời đẩy dư luận đến đầu ngọn sóng gió mà một mình hắn gánh chịu khả năng sẽ gặp phải hậu quả không lường. Trùng sinh một mạng, tịch bạch không muốn liên lụy hắn vào trong kế hoạch báo thù của mình, thật đáng chết, vận mệnh hai người cứ tựa như dây leo quấn quanh, căn bản không có cách giành mạch phân chia thành hai đường thẳng song song. Đi ra khỏi tòa nhà, tịch bạch nhìn trời cuồn cuộn mây, gió lạnh buốt thấu xương gào thét bên tai, lướt qua hai má mềm mại của cô như dao cắt. Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Ân hạ hạ cầm di động chạy tới, hưng phấn muốn cho cô xem những fan của tịch phi phi sụp đổ trên mạng internet đang điên loạn bình luận, nhưng tịch bạch lại im lặng nhìn trùng điệp mây đen ở phương xa. Thật lâu sau, ân hạ hạ khó có thể tin mở to hai mắt. Tịch bạch khóc, cô không phát ra âm thanh, nước mắt im lặng từ hốc mắt trượt xuống cô cố chấp cắn chặt môi dưới khàn cả giọng lớn tiếng nói năm chữ ông trời quá bất công cô hy sinh tạ tùy sao sao bởi vì là hiện trường trực tiếp cho nên đoạn quay tịch phi phi ăn cấp kia đang bị lưu truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng các fan của cô quả thực như ăn phải cú lừa khó chấp nhận được không hề nghĩ đến nữ thần mình yêu thích trong thời gian dài như vậy hóa ra lại là một tiện nữ hèn hạ tâm cơ thâm trầm thế này tại giờ khắc chân tướng lộ rõ, phen cuồng vốn vô cùng nhiệt tình yêu thương cô triệt để chuyển hóa thành cực kỳ phẫn nộ, chửi rủa chưa bao giờ ngừng lại, tiện nhân ác độc. Thật sự không nghĩ đến, thần tượng tôi yêu sẽ là một nữ nhân tâm địa rắn rết. Phục rồi phục rồi, đẳng cấp biểu diễn của ả à này quá cao. Mắt tôi bị mù nên lúc trước mới giúp tiện nhân này đi mắng người khác bớt tranh cãi đi, cô ấy cũng đã bị mấy người mắng đến vào bệnh viện rồi kia. Hiện tại, cô ta ở cái bệnh viện nào, chết chưa, chưa chết thì nói tôi, bây giờ rất muốn đi giết chết con khốn đó. Chấm chấm chấm, bua tịch phi phi thành chiến trường thuốc súng bay là tả, phía dưới mỗi cái quay bua đều tràn đầy phen oán độc chửi rùa, thậm chí còn có người đem hình chị ta làm thành hình chế, trào phúng và công kích chị ta. Tịch bạch chỉ lướt mấy cái liền không nhìn nữa. Không khác gì lúc trước bọn họ bị tịch phi phi dắt mũi đi nhục mà an khả nhu, hiện tại rốt cuộc tịch phi phi cũng nếm thử mùi vị này. Không chỉ như thế, các fan còn tìm đến bua của tịch bạch từ lúc bí mật được vén màn, những nội dung trước kia vốn không người để ý thì bây giờ tất cả đều biến thành chứng cứ phạm tội của tịch Phi Phi, lại rút đi 200cm khối máu, tôi đau quá, nhưng mẹ còn mắng tôi, nói chị gái đau hơn, tôi nên chịu đựng, muốn uống nước ấm, nhưng mẹ và cha đều bận rộn chiếu cố chị, tôi có chút choáng váng đầu, khó chịu đứng lên không được, tôi cũng muốn sống sót thật tốt, có được cuộc sống của riêng mình có được khỏe mạnh không phải trở thành hộp thuốc kéo dài sinh mệnh của người khác so với trở thành một người lúc nào cũng than khóc kể lể tịch bạch lại chỉ dùng phương thức ghi chép nội dung an tĩnh như vậy sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện đánh đổ cọng rơm cuối cùng của tịch phi phi tịch bạch chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi điên rồi tôi không thể tưởng tượng được tịch phi phi đến tột cùng đã làm gì với em gái mình từ lúc chào đời liền bị bức truyền máu cho chị, còn bị người trong nhà đạo đức bắt cóc quả thực đáng sợ. Nếu đổi lại là tôi, tôi khẳng định hận không thể giết chết chị mình. Hèn gì tịch phi phi chưa bao giờ đề cập tới em gái trước công chúng, nhất định là chột giả. Ngẫm lại cảm thấy sờn tóc gáy, như phim kinh dị. Còn mẹ nó, tôi muốn báo cảnh sát, bắt toàn bộ hung thủ giết người trong nhà này lại, giành lại công lý mọi thứ đều phát triển đúng theo suy nghĩ của tịch bạch tất cả ủy khuất và không cam lòng rốt cuộc tại một ngày chân tướng sáng tỏ này giải bầy oan ức những phèn yêu mến tịch phi phi trong quá khứ hiện tại đều thành địa ngục của chị ta khả năng sẽ còn bị giày vò trong địa ngục một đoạn thời gian rất dài buổi tối đào gia chi gọi một cuộc điện thoại cho tịch bạch nói buổi tối sẽ ở bệnh viện cùng chị không về nhà tự cô Ăn cơm, Tịch Bạch hỏi mẹ, chị ấy thế nào? Đào già chi bất đắc dĩ thở dài nói, sức khỏe chị con không có trở ngại, nhưng tình trạng tinh thần không quá ổn định, vẫn muốn ở bệnh viện. Ai nha, con nói một chút, tại sao chuyện đó lại ầm ĩ thành thế này? Tịch Bạch nghe được giọng nói của Tịch Minh Chí, tại sao ẩm ý như vậy, còn không phải nha đầu kia tự làm ẩm ý, nếu nó không trộm đàn của Bạch Bạch, sao có thể bị người ta bắt lấy thóp, video giờ đây tràn lan trên mạng, những người đó mắng, không lời nào dễ nghe. Còn nói một chút, là tên khốn kiếp nào thả video ra, cha khẳng định để bác Trần khai trừ hắn. Hiển nhiên, cha mẹ cũng không biết Tịch Bạch có dính dấp tới sự việc lần này. Nếu không phải tạ tùy đột nhiên chặn ngang một cước tiến vào, có lẽ hiện tại trong nhà đã sớm ẩm ý lật trời, tịch bạch có thể tưởng tượng đến cha mẹ mà biết sẽ đối xử với cô như thế nào. Thậm chí, bà nội, bà cũng không thể công bằng, chủ trương duy nhất của bà là gia đình hòa thuận mới có thể làm ăn phát đạt nên bất cứ chuyện gì cũng đều phải nhường chỗ cho lợi ích của gia tộc. Tạ tùy thật sự giúp đỡ cô quá nhiều tịch bạch im lặng treo điện thoại ngồi một mình trên sofa trầm tư nhắn cho tạ tùy một cái tin nhắn hỏi tình huống thế nào tạ tùy chưa có trả lời cô cô gọi điện thoại cho hắn chỉ có giọng tổng đài nhắc nhở hắn đã tắt máy tịch bạch hồi tưởng lại bộ dáng hiệu trưởng trần nổi giận đùng đùng hôm nay có thể biết được ông có bao nhiêu phẫn nộ tạ tùy sẽ bị phạt nhẹ thì đình chỉ tạm thời nặng thì hơn phân nửa là đuổi học Ngày thứ hai, như tịch bạch đoán, tạ tùy chưa có tới trường. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tịch bạch mỗi ngày đều đi ngang qua phòng học ban 19, không nhìn thấy bóng dáng của hắn, cũng không liên lạc được. Không hỏi được tình hình từ mấy người huynh đệ của hắn, bọn họ đều đồng lòng như một nói tùy ca ra ngoài tránh sóng gió, không có chuyện gì, tịch bạch không cần lo lắng chỉ có ân hạ hạ thần bí hồng hộc chạy tới nói cho tịch bạch nói tạ tùy đã bị nhốt vào trong cục cảnh sát tịch bạch để mạnh bút xuống cậu từ nơi nào nghe được cha tớ ông ấy lỡ miệng nói rồi thấy vậy tớ liền hỏi thêm tịch bạch biết cha của ân hạ hạ là người ở cục công an tạ tùy không có phạm pháp cục công an dựa vào đâu mà bắt hắn Ân hạ hạ vội vàng nói, cậu đừng kích động, tớ nghe cha tớ nói, trường học đang chuẩn bị khởi tố tạ tùy ăn cắp, chính là đoạn video hắn phát đó, hắn thừa dịp lão lưu ở phòng camera ngủ gà ngủ gật chạy vào đánh cắp. Hiện tại trường học chuẩn bị khởi tố việc này, nói hắn ăn cắp. Tịch bạch giận đến cả người phát run, giọng nói, trầm thấp đáng sợ, ăn cắp, rốt cuộc là ai ăn cắp bọn họ còn có mặt mũi nói tạ tùy sao rõ ràng là do trường học bao che hành vi trộm cắp của tịch phi phi mới có thể dẫn đến chuyện phát sinh sau này ai mới là kẻ trộm chân chính bọn họ hiểu rõ Ân hạ hạ thấy tịch bạch tức giận đến sắc mặt tái nhợt, liền an ủi cô, cậu đừng vội, khởi tố chỉ là lời nói của hiệu trưởng lúc nổi nóng mà thôi, thật ra cha tớ cũng hiểu được, việc này do trường học sai trước, hiện tại áp lực dư luận trên mạng nặng như vậy, nếu trường học dám khởi tố tạ tùy, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Bọn họ không dám dễ dàng làm như vậy đâu. Lời nói của Ân Hạ hạ ngược lại là nhắc nhở Tịch Bạch cô đặt bút xuống, cũng mặc kệ chuẩn bị vào tiết học, lập tức đi tới văn phòng. Còn chưa tới phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa cầu thang, Tịch Bạch bị đám Tùng Dụ Chu chặn ngang. Thấy bộ dáng hổ báo này của Tịch Bạch, Tùng Dụ Chu cũng đoán được cô muốn đi tìm hiệu trưởng giải thích tịch tiểu bạch tùy ca đã toàn bộ dặn dò cảnh sát cũng đã chép khẩu cung bây giờ đi tìm hiệu trưởng cãi nhau vô dụng tịch bạch kéo ba lô trên vai nặng nề ném xuống đất phẫn nộ lên tiếng hỏi các cậu không phải là anh em của hắn sao bị nhốt vào cục công an chuyện lớn như vậy các cậu còn muốn giấu giếm đến bao giờ tùng dụ chu chưa từng thấy qua tịch bạch phát điên như vậy trong quá khứ là con mèo nhỏ nói nặng liền run rẩy đột nhiên lộ ra móng vuốt trong lòng bọn họ cũng có chút nhút nhát cậu cậu đừng nóng giận tính tình tùy ca cậu cũng không phải không biết hắn bàn giao việc cho tôi bọn tôi không dám không nghe việc này chúng tôi khuyên cậu vô dụng hắn đã thừa nhận toàn bộ trộm chép video là chuyện ván đã đóng thuyền nếu trường học khởi tố đành phải chịu phạt tóm lại bây giờ không phải là thời điểm truy cứu đúng sai việc cấp bách chúng ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này hóa nhỏ Tịch Bạch hiểu rõ tính cách tạ tùy, nếu hắn gánh xuống tất cả mọi chuyện, vì để bảo vệ cô, khẳng định đã khai báo hết. Hiện tại Tịch Bạch có dùng một trăm miệng nói chuyện này không có quan hệ gì với tạ tùy, cũng chẳng có ai tin tưởng cô. Ngu xuẩn, đúng lúc này, hiệu trưởng Trần và vài vị lãnh đạo đi ra từ phòng họp Tịch Bạch vội vàng nghênh đón, mấy người tùng dụ chu thấy thế không ổn, cũng nhanh chóng đuổi theo hiệu trưởng trần em có việc muốn nói với thầy hiệu trưởng trần nhìn tịch bạch một chút vừa đi vừa nói cho có lệ tiểu bạch chuyện chị em lãnh đạo đã nghiên cứu qua chúng ta khẳng định sẽ giúp em ấy đòi công đạo em yên tâm cho ai công đạo cơ tịch bạch có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình hiệu trưởng trần dừng bước lại vỗ vỗ vai tịch bạch thở dài nói chị em phải chịu ủy khuất lớn như vậy lãnh đạo sẽ không ngồi yên không để ý chúng ta sẽ chống án để người khởi xướng chuyện này nhận hình phạt của luật pháp mấy nam sinh nghe vậy nháy mắt liền không nhịn được mắng lên mẹ kiếp ông có lầm hay không trộm gì đó mới là tịch phi phi tùy cả của chúng tôi đưa tội phạm ra ánh sáng hắn có lỗi gì hiệu trưởng trần chỉ vào bọn họ nói ai bảo các cậu tới nơi này bò trở lại viết kiểm điểm cho tôi đã sớm nhìn các cậu không vừa mắt một đám thật sự là vô lý tịch bạch nắm chặt quần thật lâu sau chỉ nghe cô trầm giọng nói người khởi xướng chuyện này chẳng lẽ không phải là ngài sao hiệu trưởng trần ông kinh ngạc nhìn tịch bạch em nói cái gì nếu không phải ngài vì vinh dự của trường học và mặt mũi của mình mà bao che cho Tịch Phi Phi, dễ dàng tha thứ chị ấy lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội thì mọi chuyện sao có thể phát triển tới loại tình trạng hôm nay, thứ tôi nói thẳng, ngài căn bản không xứng để trở thành một người làm công tác giáo dục. Ông tức giận đến môi phát run, chỉ vào Tịch Bạch, "Tôi thấy em đúng là điên." Em nói thêm một câu nữa, "Tôi cho ba mẹ em biết." Tịch bạch mặt không chút thay đổi nói, hiệu trưởng Trần, tạ tùy đã ngây ngốc ở cục công an ba ngày rồi, nếu sáng sớm ngày mai hắn còn chưa trở ra, tôi sẽ đem những điều tôi biết, về hành vi ngài bao che tịch phi phi, toàn bộ đăng lên trên mạng, tịch phi phi hiện tại đã thành hot sớt sự kiện, tôi nguyện ý tự trả tiền, lại giúp Đức Tân Cao Trung lần nữa lên hot sớt vậy. Cô nói xong những lời này, thậm chí cũng không cho hiệu trưởng Trần bất cứ cơ hội giải thích nào, quay người rời đi. Mấy nam sinh phía sau tịch bạch nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cô, nghĩ đến bộ dáng cô vừa mới đối chọi gay gắt với hiệu trưởng Trần, một chút cũng nhìn không ra sự yếu đuối và sợ hãi ngày thường khi ở trước mặt tạ tuy. Tương trọng ninh vỗ tùng dụ chu, thấp giọng nói, này, tịch tiểu bạch như vậy, có thể bị tạ tùy khi dễ tớ không tin tùng dụ chu tặc lưỡi trước kia tin hiện tại tớ cũng không tin cậu nói xem cậu ấy có phải giả heo ăn hồ hay không không phải tớ cảm thấy cậu ấy cố ý giả vờ trước mặt tùy ca của chúng mình sau này không chừng tùy ca bị cậu ấy ngược lên bờ xuống ruộng sao tớ lại nghe ra hàm ý bá đạo sùng ái trong lời này của cậu nhỉ chính là bá đạo sùng ái không phải ai sùng ai Tùng dụ chu liếc mấy tên con trai bên cạnh một chút, đương nhiên là cậu ấy sủng tùy ca. Lúc này, Tịch Bạch đột nhiên quay đầu lại, mấy nam sinh lập tức đứng nghiêm, chờ đợi sai bảo. "Chút nữa các cậu có bận chuyện gì không?" Cô hỏi. "Không có việc gì." "Không có việc gì, chị dâu, không phải bạn học Tịch Bạch cậu muốn phân phó cái gì?" tịch bạch nghĩ nghĩ nói tối hôm nay tạ tuy hẳn là sẽ được thả ra nhưng tôi còn có chút không yên lòng tóm lại các cậu đi canh chừng bên ngoài cục công an nếu hắn được thả ra các cậu báo tin cho tôi được không thành vấn đề tịch bạch ngồi lên xe chuẩn bị rời đi tùng dụ chu bỗng nhiên gọi cô lại tiểu bạch cái kia nếu tùy ca không được thả ra, cậu định làm như thế nào, sẽ không thật sự muốn đăng quay bua chứ. Cậu công khai giúp đỡ tạ tùy như vậy, đứng đối lập với trường học và chị cậu, người nhà cậu phải làm sao? Tịch bạch nhẹ nhàng cắn cắn môi, không quản được nhiều như vậy cô có người nhà, tạ tùy không có, tạ tùy đi vào chính là đi vào, ngay cả một người đến thăm cũng không có, lại càng không có người nói chuyện thay hắn, giúp hắn mời luật sư lên tòa án. Hắn hai bàn tay trắng, chỉ có cô, sao sao 8 giờ tối, tạ tùy được phóng thích. Hắn mặc một áo rắc kít tối màu, vai mang theo ba lô đen, khí chất cả người trầm xuống, hàng mi bị cắt đứt ở mắt trái càng phát có vẻ hung ác sắc mặt hắn trầm thấp, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ đơn giản dơ dơ tay lên, chưa nói một lời. Bị giam lại ba ngày, mặc cho ai thoát ra cũng sẽ không vui vui vẻ vẻ nổi. Tùng dụ chu nghênh đón, nhận lấy ba lô trên vai hắn, đói bụng không, đi, đi ăn dưới tiệm, chúng ta đều chưa ăn cơm tạ tùy và bọn hắn đi tới quán ăn thường đi gọi một bàn đồ ăn phong phú hắn khó chịu không lên tiếng bới một bát cơm lớn xem ra ở bên trong đó ăn không được tốt tùng dụ chu thay tạ tùy mở điện thoại di động ra điều thứ nhất là gửi tin tức cho chủ nhiệm lớp để tạ tùy ngày mai cứ theo lẽ thường đến trường học lên lớp hẳn là không thành vấn đề tùng dụ chu nói chuyện này trường học sẽ không truy cứu nữa đuôi mắt tạ tùy lộ ra khinh miệt có gan bắt tôi sao không dám làm đến cùng tương trọng ninh nói lần này nếu không phải tùng dụ chu nhấc chân đạp đạp cậu không cho cậu nói xong lời còn lại tịch bạch đã dặn bọn họ không thể nói tạ tùy nhai đồ ăn nhìn tương trọng ninh nếu không phải cái gì không có gì tùy ca cậu ăn nhiều một chút tùng dụ chu gắp thêm đồ ăn vào bát hắn ở bên trong khẳng định chưa ăn tốt đúng rồi ở đó có người nào khi dễ cậu không tạ tùy phát ra một tiếng cười lạnh nhẹ bọn họ dám ngẫm lại cũng đúng tạ tùy ngoan độc như vậy trên thế giới này chỉ sợ không có người nào có thể khi dễ trên đầu hắn tạ tùy không chút để ý hỏi tiếng cậu ấy thế nào ai tùng dụ chu liếc tương trọng ninh người có thể làm cho tạ tùy tâm tâm niệm niệm còn có thể là ai tiểu nha đầu đó bị dọa sợ lắm tùng dụ chu nói với tạ tùy một câu không dám nói cũng không nói lung tung chúng tớ đã giúp cậu trông chừng cậu ấy yên tâm đi chuyện này xem như ổn thỏa bị giật mình tạ tùy nhìn phía tùng dụ chu cậu ấy biết tôi bị nhốt tương trọng ninh nói tuyệt đối không phải bọn tớ nói có thể thề với trời hứa với đất không thẹn với biển cả tạ tùy sắc mặt đen xuống nuốt hai ba ngụm cơm rồi liền nhấc ba lô lên rời đi gió lạnh đầu đường ướt sũng tạ tùy đứng ở lối đi bộ đợi đèn xanh đèn đỏ bãi nước trên mặt đường phản chiếu hình ảnh người đi bộ qua lại xe hơi gào thét chạy ngang qua bắn lên bọt nước tung tóe làm ướt ống quần hắn mà hắn hồn nhiên không chút quan tâm tạ tùy cầm di động ngẫm nghĩ rất lâu gửi đi một cái tin nhắn cho tịch bạch tôi đã đi ra không cần lo lắng suy tính một lát hắn xóa đi không cần lo lắng chỉ lưu lại bốn chữ phía trước nhấn gửi đi Tịch Bạch ngồi xếp bằng ở bên giường, nhìn tới bốn chữ hắn gửi đến, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất nhanh, tạ tùy lại gửi vài chữ tới, có thể gặp mặt không? Tịch Bạch, hừm, trên người hiện tại không có tiền, bụng có chút đói. Tịch Bạch buông di động, cúi đầu tiếp tục làm bài tập nhưng khó có thể tập trung lực chú ý. Hai phút sau, cô chăm chú nhìn dòng tin nhắn đó, rốt cục vẫn phải mềm lòng. Bây giờ cậu ở đâu, sao sao cuối phố, tạ tùy từ xa trông thấy tịch bạch cô mặc một bộ áo quần rộng, tóc đuôi ngựa, còn mang găng tay lông xù trắng. Cô nhìn thấy hắn, bước đi nhanh hơn. Răng rắc một tiếng, tạ tùy bật lên ngọn lửa, để ngay trước mặt cô. Cặp mắt đen sáng trong veo, cánh môi hồng nhuận, trên lông mi cong cong phảng phất hơi nước. Tạ tùy thấy cô tâm đều co quáp. Cậu muốn ăn gì? Tịch Bạch ôn nhu hỏi hắn, "Lúc này, rất nhiều quán đã đóng cửa, cậu muốn ăn đồ nướng không? Gần đây có một tiệm." Lời cô còn chưa dứt, Tạ Tùy đột nhiên bước lên một bước ôm cô vào trong lòng. Trên người của hắn mơ hồ tản ra hương vị gì sắt nào đó, có chút giống máu tươi, lại giống như không phải. Tịch Bạch không thể diễn tả đây là mùi hương gì, nhưng đó là mùi thuộc về Tạ Tùy, cô cũng không bài xích hắn mặc áo rắc kít, vải thật cứng, chạm vào da thịt mềm của cô có chút khó chịu. Tịch bạch trầm giọng hỏi, tạ tùy, cậu bị thương sao? Không có, tiếng hắn khàn khàn, lão tử, bị nhốt ba ngày, nhớ cậu, muốn điên rồi. Tịch bạch đưa tay che ở trước ngực, đẩy đẩy hắn, nhưng không có xê dịch thiếu niên ôm càng chặt hơn, chặt đến mức bắp thịt phát run, như là muốn ấn cô vào sâu trong thân thể của mình tịch bạch bị hắn ôm đến hồ hấp không thông sặc sặc kịch liệt ho khan lên tạ tùy lập tức buông lỏng cô ra cẩn thận từng ly từng tí thay cô vỗ về phía sau lưng thuận thuận khí cậu đừng thô bạo như vậy mà thật xin lỗi đối đãi với cô gái mềm mại như hoa này nhẹ thì không giải khát nặng lại sợ làm hư hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ tịch bạch lấy ví tiền cầm ra hai trăm đồng tiền nhét vào trong túi quần tạ tùy cậu lấy đi ăn cơm chiều tôi đi về trước trong nháy mắt cô rút tay ra tạ tùy cầm cổ tay thon dài của cô lại cậu có thể đừng giận tôi không tịch bạch cụp mí mắt thản nhiên nói chuyện gì chuyện tôi tự chủ trương may mắn thay hắn còn biết mình đã tự chủ trương thật ra trong lòng tịch bạch đã suy nghĩ đến một ngàn điều một vạn điều muốn mắng hắn nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bị giam giữ hết ba ngày tịch bạch thật sự không đành lòng trách cứ hắn một chữ cậu cậu mau tỉnh táo lại đi cô kéo kéo cổ tay của mình đừng tới hỏi tôi tạ tùy không buông tha nói tôi đã tỉnh lại tốt tôi sẽ bồi thường cho cậu nghe nói như thế, tịch bạch quay đầu, tò mò nhìn hắn. cậu muốn bồi thường như thế nào? tạ tùy thản nhiên cười cười, thừa dịp cô không chú ý, nâng khuôn mặt cô lên, dùng lực hôn một cái lên trán của cô. khốn kiếp, tịch bạch lui về phía sau hai bước, mắng hạ lưu. Tạ Tùy nhún vai, lấy 200 đồng tiền trong túi ra rồi dơ dơ lên, cố ý kéo dài giọng nói, cảm ơn cậu mời tôi ăn tương đương cơm, no rồi, về đây. Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất tại hoàng hôn rực rỡ cuối ngã tư đường, tịch bạch nâng tay xoa xoa chán của bản thân, trên da còn lưu lại cảm xúc từ đôi môi khô giáo của hắn. Xú tiểu tử,